một kẻ ngốc chỉ trồng 2 mẫu đất, kết quả là trở thành vô địch nhân gian. Chỉ thấy hắn dùng một cái cuốc, cáo nhỏ ẩn trong đất, liền biến thành người, chỉ bằng một chút thiên địa khí vận, giúp ta ngộ ra đại đạo, hóa cáo thành người. Từ hôm nay, ta sẽ dùng tinh khí của mọi sinh linh trong thiên hạ để xây dựng con đường tu luyện của ta. Hóa ra sư phụ của hắn là tiên nhân giáng trần, thậm chí chơi bài cũng có thể biến thành vũ hồn chân thân. Hoàng Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Ấn. Họ lại bắt chàng trai cuốc đất 1 vạn lần. Chàng trai đã đạt đến luyện khí 1 vạn tầng, nhưng sư phụ lại giấu giếm, bởi vì hắn sắp vượt qua kiếp nạn, nhưng hắn vẫn chưa từng trải qua hồng trần. Bỗng nhiên một con cáo hóa thành người, ba sư phụ bị mê hoặc như những kẻ ngốc, chỉ có chàng trai không bị ảnh hưởng. Điều này làm cáo tức giận, vì vậy cáo định hút hết linh khí của chàng trai, nhưng lại bị chàng trai dùng cuốc đánh bay, suýt chút nữa hiện nguyên hình. Sư phụ vội vàng trói ả lại đưa về nhà, thì có một người phụ nữ đến để giúp chị gái hủy hôn. Cô ta còn mang theo một đại tông sư. Ông ta thấy chàng trai không có một chút tu vi nào, liền lấy hôn thư ra và ném vào mặt chàng, nói rằng đệ tử của ông ta đã bước vào kim đan kỳ, nhưng không biết rằng chàng trai đã sớm vô địch thiên hạ, sắp trở thành tiên. Chàng trai cũng vui vẻ đồng ý, lập tức viết một lá thư từ hôn. Nghe vậy hai người cười, nói anh ta là một kẻ vô dụng, nên lập tức muốn ra tay giết chết anh ta. Tam thúc, người đâu? Tam thúc, ông không sao chứ? Diệp Lăng Phong, ngươi to gan thật, ngươi dám động thủ với tam thúc của ta. Ta có làm gì đâu, là tự ông ấy bay lên, mọi người đều có thể làm chứng. Người phụ nữ sợ hãi bỏ chạy, đại tông sư suýt nữa bị giết tại chỗ, nhưng chàng trai lại không quan tâm, luyện công để chuẩn bị độ kiếp. Nghe vậy chàng trai cũng lo lắng, nói nếu trên trời rơi xuống một cô vợ thì tốt, một mỹ nhân từ trên trời rơi xuống đè lên người anh ta. Không ngờ lại là một mỹ nhân tuyệt sắc. Người phụ nữ lên núi để tìm thần y cứu mạng, đại sư bên cạnh liền tính ra, đây là kiếp nạn định mệnh, thế là người thầy nghèo khó, đến nỗi không đổi được cả quần, lại trực tiếp cho anh ta một bao lớn thiên tài địa bảo. Rồi còn cho anh ta một viên, huyền cơ càn khôn sinh cơ hoàn, một viên có thể làm người ta sống lại, huyền cơ càn khôn sinh cơ hoàn, một viên đảm bảo hiệu quả. Mau chôn xuống đi. Nhanh lên. Chôn cất. Ông nội. Ông nội. Lăng Nhi, đừng buồn nữa, chỉ mất ông thôi mà, ông của tôi sao có thể chết được. Thần Nhi, mau cứu ông của tôi, đừng vội, để tôi tìm xem. Không ngờ tên phế vật này, thực sự dám xuống núi. Thật là trùng hợp, sao ông lại ngồi xe lăn vậy, dao này không đâm sau lưng không đau sao, kệ ta. Có giỏi thì đừng tránh, ta nói cho ngươi biết, ngày đó trên núi, nếu không có cao nhân bảo vệ ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi, sao mà vừa gặp đã thua lỗ như vậy, có thể đừng nói nữa được không, làm ơn. Cứu ông tôi. Đừng lo lắng, Tiểu Vũ, cô không biết gì cả. Thực ra thằng nhãi này, hắn chỉ là một nông dân trồng trọt trên núi mà thôi, khuyên đại tiểu thư Tô ra, đừng để cô ấy bị lừa. Nói cả buổi, hóa ra là một thằng nhà quê sao. Người trồng trọt thì sao, mạnh hơn tên yếu sinh lý ngươi. Ngươi, ngươi mới yếu sinh lý, cả nhà ngươi đều yếu sinh lý, trà kỳ tử uống nhiều thế, còn nói không yếu sao. Tìm thấy rồi, truyền thuyết trung đích, huyền cơ càn khôn sinh cơ hoàn, ta đã hành nghề y nhiều thập kỷ, loại đan dược này chưa từng nghe qua, nếu hắn nói hắn có thể chữa, thì cứ để hắn chữa, tốt, nhưng nếu không chữa được, thì sẽ lấy mạng của ngươi, sao ngươi cứ ngày nào, cũng muốn lấy mạng của ta vậy. Ngươi có thể đừng bạo lực như vậy được không? Nhị sư phụ chắc sẽ không lừa tôi đâu. Thôi được rồi, coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa, không quan tâm nữa. Thuốc đâu, rỗng không? Ha ha, đến nước này rồi, ngươi còn giả bộ, ta thấy ngươi chỉ đến phá đám thôi, vì ngươi đã không chữa được, thì chi bằng, giờ chết luôn đi, giả bộ làm gì, chết cũng không tiếc, tôi thấy. Hắn là người thích hợp nhất, để đi cùng gia chủ Tô. Đúng rồi. Sao lại như vậy? Thật sự không còn cách nào sao? Vợ à, đừng lo lắng, chắc chắn sẽ có cách mà. Cách sao, chả còn cách nào khác. Ngươi không nhìn đây là tình huống gì sao? Ngươi là kẻ lừa đảo, còn dám lừa đến đây. Ai nói ta là kẻ lừa đảo? Ngươi chứng minh thế nào? Ngươi không phải kẻ lừa đảo. Đây là độc dược kỳ diệu nhất thế giới. Viên thuốc chết chân, được chiết xuất từ 7 loại côn trùng độc, sau khi lên men 49 ngày, rồi thêm vào chu sa để tinh luyện,
Trên đời chỉ có hai viên, cả hai chúng ta cùng uống, ai còn sống, đó không phải là kẻ lừa đảo. Đây không phải là đường đậu sao? Tên khốn, ngươi nói là đường đậu, vậy ngươi ăn đi, ngươi nghĩ ta không dám sao? Ăn thì ăn. Ha ha, ha ha, thằng nhãi này, để hắn ăn, hắn thực sự đã ăn rồi, đây là hậu quả của kẻ lừa đảo, tự gây ra tự chịu, đáng đời, ta cảm thấy cũng không có gì cả. Ngã rồi, ha ha, còn đứng đó làm gì, mau chôn đi, buông ta ra, ông nội, ông nội. Chôn hắn. Linh Nhi, yên tâm, ông nội không có ở đây, tôi sẽ giống như ông nội, chăm sóc cô, đồ khốn nạn, đi khỏi đây. Ha ha, đám tang này, được tổ chức hoàn hảo. Ha 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 ha. Mùa xuân thứ ba của ta, đến rồi, ta thấy cái gì thế này? Sống rồi. Ông nội không sao chứ, Linh Nhi. Sự thật chỉ có một. Đây, Phương lão đại bệnh phục hồi, ít nhất sống thêm 30 năm. Ha ha, thật không, ông, bây giờ ông cảm thấy thế nào? Bây giờ ta cảm thấy, sảng khoái tinh thần, đây, là vị cao nhân nào đã cứu ta? Là tôi đã đưa thần Y Lưu đến cứu ông. Lão gia, mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, là tôi, đã cứu ông, thần Y Lưu, không hổ danh là, đệ nhất thần Y, quả nhiên danh bất hư truyền. Xạo, đây là thuốc giả, ngươi dám nói ta bán thuốc giả, viên thuốc mở mắt ngẩng chân của ta, là độc dược số một thiên hạ, bánh độc kaji của tôi, ngoài độc tính mạnh ra, còn rất, ngon miệng nữa, cái này, chỉ có thể gọi là, độc dược mạnh nhất thế gian. Ngươi dám ăn không, ngươi dám ăn không, ngươi dám không, có gan thì ăn đi, đợi đã. Ta nghĩ hai người các ngươi, nên thử thách nhau một chút. Ôi trời, khụ khụ. Đây là đâu? Ta không phải là kẻ lừa đảo, đệ tử của thần y, anh còn sống, cái gì, điều này không thể nào, chàng trai trẻ, là ngươi đã cứu ta, tôi chẳng làm gì cả, chàng trai trẻ, không cần khiêm tốn, vì ngươi và ta, đã cùng chui ra từ cùng một ngôi mộ, vậy thì ta nghĩ, chính cậu đã cứu ta, có thể cho ta biết, cậu tên là gì không? Tôi tên là Diệp Lăng Phong, được rồi, Diệp Di Phong, ta tuyên bố, đem cháu gái ta Linh Nhi, gả cho cậu. Không được, con phản đối. Linh Nhi, tại sao cô phản đối? Ai lại đi, tuyên bố kết hôn ở đây chứ? Cô xem tôi già lẫn rồi, ở đây lâu quá, đầu óc cũng không tỉnh táo nữa. Diệp Phong, cậu ra điều kiện đi, trước khi xuống núi, sư phụ dặn dò tôi. Thứ nhất là cứu ông, thứ hai là giải mã bí ẩn thân thế của tôi. Thứ ba là muốn tôi tìm bảo bối gì? Cái này đơn giản thôi, ngày mai tôi sẽ tổ chức buổi họp mặt giữa Tô gia và tập đoàn Hắc Kim tại Đế Hoàng Trang Viên, lúc đó, tôi sẽ đưa cho cậu, bảo bối mà cậu muốn, thật không, đúng vậy, cảm ơn ông, trời đã tối rồi, tối nay cậu cứ ở lại, Tô gia của tôi đi, tiện thể nói chuyện với cháu gái tôi, ông nội, được rồi, chuyện của người trẻ, tôi không can thiệp. Tôi sẽ tận hưởng, mùa xuân thứ tư của mình, ha ha, này, đợi tôi ở đây một lát, tôi phải báo cáo với ông của tôi chứ, được thôi. Ngươi là ai, dám vào cửa nhà Tô gia, nhìn bộ dạng quê mùa nghèo khổ của ngươi, còn không mau cút đi. Cậu ấy là cha của ông, ân nhân cứu mạng của ông, ngươi là cái gì chứ? Diệp Phong, nói với họ, tên của ta, kim tiêm lớn thế này, còn không nhìn ra sao, là bác sĩ đó. Hóa ra ngươi chính là kẻ, muốn vào Tô gia, ăn bám đây mà, không, trẻ tuổi như vậy, không lo tự mình cố gắng, chỉ biết ăn bám, đúng vậy, thật là đáng ghét. Vậy phiền hỏi hai người, các người là ai? Ta, là bác của Linh Nhi, ta, là cô của Linh Nhi. À, tôi hiểu rồi, ông, không phải là cha của Linh Nhi. Cô, không phải là mẹ của Linh Nhi. Ngươi, hai người, tại tang lễ của lão Tô, cũng không đến, bây giờ còn ở đây nhảy nhót, chỉ trỏ này kia làm gì, ăn bám Tô gia ta, còn chửi người Tô gia ta, bây giờ cút ra ngoài ngay, anh ta là do tôi đưa tới, hơn nữa còn cứu ông. Có tôi ở đây, tôi xem ai dám đuổi anh ta. Linh Nhi, hắn cũng có thể là vô tình làm đúng. Linh Nhi, chúng ta cùng Tô gia, chúng ta là người một nhà. Khi ta chết, không thấy cô, bây giờ ta sống lại,
cô mới nhớ ra Tô Gia. Bây giờ ta sống lại, cô mới nhớ ra Tô Gia. Ba, nghe nói ba bình phục rồi, con đặc biệt mang đến cho ba, miếng ngọc quý giá mà con đã cất giữ nhiều năm, ngọc đế vương đấy, cha còn con nữa, con đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ba, dùng tràn này để phục vụ ba. Bây giờ các ngươi mới nghĩ đến, mang này mang nọ đến, khi ta đám tang, sao các ngươi không nghĩ tới, đưa tiễn ta một đoạn, chẳng phải nhà có việc sao, nhà có việc, thế bây giờ ngươi về, tiếp tục bận việc của ngươi đi, ta tuyên bố, toàn bộ tài sản của Tô Gia, sau này giao toàn quyền cho, con rể tương lai của ta. Cái gì, không thể được. Không được đâu, bố, lúc đó con không đến, là vì con bị bệnh, sao lại, sao bố lại hồ đồ thế? Yêu cầu mạng ngươi 3.000, một mũi kim hiệu nghiệm. Ngươi, Diệp Phong, tôi sẽ trích cho cô ta một mũi thay cậu. Các người còn đứng đây làm gì, còn không mau cút đi, biến ra ngoài. Này, Linh Nhi, con đưa cái người Diệp ra, dì Phong, sắp xếp một phòng, hôm nay cậu ta không đi đâu. Ông, đi thôi, vào nhà nào. Đây là phòng của anh, wow. Đúng rồi, ngày mai còn phải tham gia, đế hoàng trang viên, nghỉ ngơi sớm đi. Còn nữa. Không ngờ, anh ta còn ngây thơ thật. Bảo vệ. Này. Lấy vật kim loại ra, à. Anh nói cái này sao? Cái này tính. Vào đi. Này, trong túi có gì? Trong túi. Đặt xuống từ từ. Cái cuốc à. Là một nông dân, trồng trọt, có cuốc là chuyện bình thường mà. Này, chán quá thì xem tivi, cũng là chuyện bình thường mà. Còn cái này, không cần, tôi chịu rồi. Hãy truyền lại nó. Anh ơi, đây là của anh, tôi không cần nữa. Này. Chuyện gì thế này, vợ, vừa rồi có một anh lớn nói, đưa cái này, bảo anh làm bảo vệ, em xem. Đây, em có thể vào. Gì thế này, đi nhanh lên. Đi nào, này, đi. Cái này, tên ngốc nào, bày nhiều thứ thế này ở cửa, kệ đi. Vợ, ở đây, quá sang trọng, cô xem. Ai cho phép? Kẻ thấp hèn như ngươi, xuất hiện ở đây, mau cút ra khỏi đây, ngươi bảo ai cút ra ngoài, Linh Nhi, thằng nhãi này chỉ là kẻ lừa đảo, hắn vì tài sản của Tô Gia cô, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến ngươi, kẻ suy thận chứ, ta không suy thận, trời ơi, ta nói cho ngươi nghe, bây giờ đừng nói là người già, ngay cả thanh niên, suy thận cũng rất bình thường, ta có đây, một bài thuốc dân gian, ngươi cút đi. Cái quái gì thế này? Tôn khốn này thật to gan, dám vứt bỏ nhân sâm ngàn năm của gia tộc Âu Dương. Là ngươi, lần trước ngồi xe lăn, lần này trực tiếp thành xác ướp rồi, đây gọi là tiến hóa. Thằng nhãi, im miệng cho ta, đừng có ở đây nói nhảm, ta nói cho ngươi biết, cho dù ta thế này, tin hay không, ta cũng có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Cũng phải xem, Tô Gia có đồng ý hay không. Tô Linh Nhi, ngươi nói vậy, là có ý gì, chẳng lẽ cô thực sự vì hắn, mà đối địch với gia tộc Âu Dương ta sao? Tô Linh Nhi, cây nhân sâm ngàn năm này, có thể kéo dài mạng sống thêm 20 năm. Chỉ cần cô lấy Âu Dương Vũ của ta, gia tộc Âu Dương ta, sẵn sàng tặng cây nhân sâm này cho cô. Đúng vậy, cô muốn hắn, hay muốn mạng sống của ông cô, chọn đi. Linh Nhi, không cần lo cho ông. Ông của con đã già rồi,
đã sống đủ rồi, hãy đi tìm hạnh phúc của con đi. Không thể nói vậy được, nếu có thể kết thân với gia tộc Âu Dương, thì chúng ta thật sự, cường cường liên thủ, đúng vậy, Linh Nhi, con không thể vì một tên vô dụng như vậy, mà không quan tâm đến mạng sống của ông chứ. Này này, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi còn định cướp à? Không có, đừng hiểu lầm. Cây nhân sâm mà các người nói, có vẻ không bằng, củ cải nhà ta, không lẽ bị lừa rồi? Lừa gì chứ? Đồ ngu xuẩn. Dám lấy nhân sâm của gia tộc Âu Dương ta, so sánh với củ cải. Ngươi đi đâu tìm, củ cải như thế này, ngươi điên rồi phải không? Các ngươi không tin đúng không? Được, ta sẽ gọi điện, kêu người mang đến. Này, cho tôi mượn gọi điện thoại, tôi gọi sư phụ của tôi chút. Alo, sư phụ, con là Diệp Lăng Phong, ngài có thể gửi nhanh chút, củ cải con trồng trong ruộng. Đúng rồi, con sẽ để Linh Nhi gửi địa chỉ cho. Được, đồ đệ giỏi, yên tâm đi, ta sẽ phái người mang đến cho ngươi ngay bây giờ. Ha ha. Ngươi đang làm gì đấy? Ta đang chơi bài tự mò. Ván bài tạm dừng, đệ tử tốt của chúng ta, mang củ cải từ ruộng, gửi qua đấy, ai đi đây? Ta không đi đâu, người ta toàn mùi, nếu ta đi, ta sẽ bị chém chết. Ta tự mò, bài thiên hồ mà. Này này. Tôi đi. Tiểu hồ giác ngộ cao nhỉ, đi nhanh lên, mau về nhé, nhớ đấy, trên đường nhất định đừng gây chuyện. Tôi sẽ ngoan ngoãn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nào, lại đây. Ha ha, hắn thật là giả bộ. Gọi điện, bảo người mang đồ đến. Thật không hiểu thằng nhãi này, nghĩ gì, dám so sánh củ cải với nhân sâm ngàn năm nhà chúng ta. Ha ha, đừng có đùa nữa, củ cải nhà ngươi trồng, sao có thể so sánh với nhân sâm ngàn năm. Yên tâm đi, không sao đâu, vậy mà cũng không sao. Thật là làm loạn mà, Linh Nhi, cô xem cô tìm người gì thế này. Tên nhãi này, chẳng đáng tin chút nào, toàn là nói đùa. Wow, mỹ nhân tuyệt thế, quá đẹp rồi. Linh Phong, củ cải của anh đến rồi, thật sự có người mang đồ đến. Thì sao chứ, củ cải, có thể so với nhân sâm nghìn năm sao, hắn có thể mang gì tốt đến. Theo ta thấy, không bằng, người mang đồ đó, tất cả cùng giết hết đi. Anh, đây là người ta, vừa mới đào từ dưới đất lên mà. Được, cảm ơn nhé, em còn nhớ đường về nhà chứ. Ừ, ngoan, mau về nhà đi. Được rồi, vậy tôi đi về trước đây. Tiểu Vũ, anh không sao chứ? Khốn nạn, lại không dừng lại được. Cô gái vừa rồi là ai vậy? Hai người quen nhau thế nào? Không quen biết, cô ấy chỉ là một bà cô. Sau đó, khi tôi đang làm ruộng, cô ấy ngất xỉu, sư phụ tôi đã cứu cô ấy. Các người đừng trêu đùa nhau nữa, có giỏi thì lấy củ cải ra đi, cho mọi người mở mang tầm mắt xem. Lấy ra nhanh đi, muốn xấu hổ thì xấu hổ nhanh lên. Đúng vậy, để mọi người xem kẻ ngu ngốc này, ngu ngốc đến mức nào. Gấp gáp gì chứ, bây giờ sẽ cho các người xem. Nè. Đây chính là huyết sâm thượng phẩm. Đây chính là huyết sâm thượng phẩm trong truyền thuyết. Không phải nói huyết sâm này ngàn năm khó gặp sao? Tôi thấy cái gã này rõ ràng là từ chợ sỉ mua về. Huyết sâm thượng phẩm vốn hiếm có, sao anh có thể có nhiều như vậy? Tôi đã nói với cô rồi, là tự tôi trồng trong vườn đó mà. Ngươi chỉ là một tên luyện khí thôi, ngươi làm sao trồng được nhiều huyết sâm thượng phẩm như vậy chứ? Ngươi đúng là một ông già nóng tính, đừng có gọi ta là tên luyện khí được không? Quan trọng là ai quy định, luyện khí không thể trồng củ cải chứ, chắc chắn là giả, ăn cái này chắc chắn sẽ chết người, cậu chắc chứ, thật sự là, Diệp gì gì đó, tôi tin cậu. Ông nội. Ha 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 ha, bây giờ tôi cảm thấy, cả người tôi, thật thông suốt. Ít nhất tôi còn sống được 30 năm nữa. Ha 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 ha, mùa xuân của tôi lại đến rồi. Ha ha ha. Chuyện này là thật sao? Tôi cũng muốn sống thêm 30 năm nữa, ở trong vườn trồng chút củ cải, có cần phóng đại thế không? Này, sao anh lại gọi nhân sâm quý giá này là củ cải thế? Đây chính là củ cải mà tôi ăn cơm trộn mỗi ngày, và tôi còn muối khá nhiều đấy, đến lúc đó cho cô nếm thử.
Được, rất tốt. Hôm nay, tôi ở trước mặt các vị khách quý. Tôi tuyên bố, vị Diệp, Phong gì đó, sẽ trở thành cháu rể tương lai của tôi. Không được, tôi phản đối. Chúng tôi là cặp trời sinh dành cho nhau, có liên quan gì đến một kẻ thận yếu như ngươi? Ngươi nói ai thận yếu hả? Người anh em, đừng gồng nữa, gồng cũng mệt lắm. Ngươi nói lại em, ta đây bây giờ giết ngươi luôn. Nhìn này, ông lại thế nữa rồi, ngoài việc suốt ngày đánh đấm, ông cũng biết làm gì nữa. Tô Linh Nhi, tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng, hoặc là gả cho Âu Dương Vũ. Hai nhà chúng ta liên hôn, tôi sẽ đảm bảo Tô gia vinh hoa phú quý cả đời. Hoặc là, chống đối với nhà Âu Dương, cô sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Thế thì tôi cũng cho cô một cơ hội cuối cùng. Nhà Âu Dương các người, phải xin lỗi Diệp Lăng Phong. Nếu không, Tô gia chúng tôi sẽ toàn lực tấn công mọi thứ của nhà Âu Dương các người. Tô lão, một mình cô ta có thể đại diện cho Tô gia sao? Cháu gái ta thích ai? Là ông nội như ta, chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình. Thái độ của nó chính là đại diện cho ta, đại diện cho cả Tô gia. Ông, chị. Nếu nhà họ Tô toàn lực đàn áp chúng ta, với thực lực hiện tại của nhà họ Âu Dương, chúng ta không thể chịu nổi. Đúng vậy, bây giờ nhà họ Tô đã có hợp đồng hợp tác với tập đoàn Hắc Kim, như hổ thêm cánh. Nhưng mà chuyện này cũng không phải là không có cơ hội thay đổi. Chỉ cần chúng ta bây giờ tiêu diệt hết nhà họ Tô là xong hết mọi chuyện. Ha ha ha, ông già nóng nảy này, làm như đang ở chợ, giống như Trương Nhục Vinh, ngày nào cũng chỉ giết giết. Trong đầu ông có cái gì khác, ngoài việc đó không? Nhà Âu Dương ta, chỉ cần giơ tay lên, có thể diệt cả nhà họ Tô, nhưng không cần thiết phải vậy. Tôi đã cho cô cơ hội lựa chọn, nhưng cô không biết quý trọng. Nếu đã vậy, thì đừng trách tôi, ra tay không nể tình. Alo cục cưng, anh đang ở đâu rồi? Có người bắt nạt em, anh mau vào đây, là ai? Dám bắt nạt, cục cưng Âu Dương của anh. Ai, dám bắt nạt, cục cưng Âu Dương của anh, đây là tổng giám đốc của tập đoàn Hắc Kim, Tiền Vạn Hải. Nghe nói, ông ta là người sáng lập tập đoàn Hắc Kim, đệ tử của Hắc Kim Tài Hoàng, sư phụ của đệ tử, ông ấy là đệ tử chính thống của Hắc Kim Tài Hoàng. Anh yêu, cuối cùng anh cũng đến, chính họ, đã xúc phạm gia đình Âu Dương của em, và còn động tay động chân với người ta. Được rồi, yên tâm đi, có anh Tiền ở đây mà. Ôi chao. Quản lý Tiền, ngài đến thăm, thật vinh dự. Còn nghe nói, ông già này đã được chôn cất rồi. Vậy mà vẫn còn sống mạnh khỏe thế này, hôm nay trông khí sắc rất tốt, đây là chưa chết sao, nhờ phước của ông. Chúng ta bây giờ, có thể ký hợp đồng rồi chứ, ha ha ha. Với một lão già sắp chết ký hợp đồng, thật lòng nói với ông, hôm nay tôi đến đây, chỉ vì một việc, đó là tuyên bố, quyết định chính thức của tập đoàn Hắc Kim. Quyết định gì? Tôi, Tiền Vạn Hải, thay mặt tập đoàn Hắc Kim. Chính thức tuyên bố, từ hôm nay, chấm dứt, thỏa thuận hợp tác với nhà họ Tô, và chuyển sang Âu Dương gia, để tiến hành hợp tác. Không thể nào, sao lại như vậy? Giám đốc Tiền, tại sao lại như vậy? Còn phải hỏi tại sao sao? Thứ nhất, tôi và bảo bối Nhược Vũ, tâm đầu ý hợp, hai bên đều có tình cảm. Thứ hai, Âu Dương Ngạo Tuyết, hiện giờ đã đạt cảnh giới Kim Đan đỉnh phong, phía sau còn có Võ Hoàng Điện, thiếu chủ Nam Cung Sơn làm hậu thuẫn, ngươi đối đầu với hắn. Có phải là chán sống rồi không? Nhưng chúng ta đã hứa rồi mà, từ bây giờ hứa hẹn hủy bỏ, Tô gia, chẳng lẽ muốn gây rắc rối cho tập đoàn Hắc Kim của ta sao? Ngươi dám sao, ngươi? Ông nội, không phải, các người cũng thật bắt nạt người quá đáng. Tôi chính là dựa vào thế lực để bắt nạt đấy, anh có thể làm gì tôi? Alo? Gì cơ? Linh Nhi, sao vậy? Nhà cung cấp yêu cầu thanh toán trước tiền hàng, ngân hàng cũng đang thúc giục trả nợ, còn mười mấy công ty muốn chấm dứt hợp tác với tập đoàn Tô thì ông trời thật sự muốn diệt nhà Tô của ta. Ngươi đúng là tên sao chổi, ngươi muốn cả Tô gia ra đường ăn xin phải không? Xin lỗi ông nội, hình như đúng là con đã làm liên lụy đến ông rồi. Con nói linh tinh cái gì vậy? Yên tâm đi, dù nhà họ Tô có ụp đổ, tôi vẫn còn chút tiền tiết kiệm, cũng đủ để con và Linh Nhi sống rồi. Ta chỉ hy vọng con, đừng phụ lòng con bé, Diệp Lăng Phong, nhà họ Tô có ngày hôm nay, đều là nhờ ngươi đấy, ngươi đúng là đồ phế vật, lúc đầu ngươi nên chết trên núi mới phải. Linh Nhi, ông Tô, bây giờ mọi người có phải rất thiếu tiền không? Ông của tôi đã đưa cho tôi một tấm thẻ,
Trong thẻ chắc vẫn còn tiền, tấm thẻ này chắc giúp được mọi người đó. Ha ha ha, anh bị ngốc hay sao vậy? Cái lỗ hổng to như vậy của Tô gia, làm sao tấm thẻ rách của anh có thể ổn định được? Đó gọi là nói khoác không biết ngượng. Ta thấy ngươi đúng là đầu óc không minh mẫn, không bằng ta sẽ giết ngươi bây giờ. Đúng là phế vật, Tô gia dù có bán đi tất cả các công ty con của họ, bán luôn cả mộ mả tổ tiên cũng không đủ để bù lại khoản nợ khổng lồ này. Chỉ một cái thẻ như vậy có thể rút được bao nhiêu tiền chứ? Ha ha. Diệp Lăng Phong, tôi biết anh muốn giúp tôi, nhưng lần này bỏ qua đi. Hê, tìm thấy rồi, không thử thì làm sao biết được. Đủ rồi, tôi đã nói rồi mà, đây, thẻ Kim Long Vương. Thẻ Kim Long Vương. Thẻ Kim Long Vương là gì? Tôi thấy nó là hàng mua từ chợ đầu mối đúng không? Thật là lố bịch. Theo như ta biết, trên đời này chỉ có duy nhất một chiếc thẻ Kim Long Vương, và người sở hữu chiếc thẻ này chắc chắn đứng trên đỉnh cao của thế giới. Sao có thể bị một tên bần nông có chiếc thẻ này? Nhìn thấy thẻ này như thấy vua tài chính. Đây chính là bằng chứng của vua tài chính. Nói cách khác, ai có chiếc thẻ này chính là tài hoàng đại nhân. Sao có thể? Hắn chỉ là một tên lừa đảo dối trá. Hắn chỉ là kẻ vô gia cư. Vậy nên thẻ Kim Long Vương của hắn sao có thể là thật được? Là giả, chắc chắn là giả. Các người đúng là một chiếc quần đùi ba kích cỡ. Sao mà chửi người, còn dùng cả phép so sánh. Cái này là thật sao? Thật hay không? Thử xem sẽ biết. Nào, đưa đây, ông xem. Đừng phí sức làm gì. Tên hề nhảy nhót trước mặt các gia tộc lớn gây sự chú ý. Nếu hắn có thể quẹt thẻ, tôi sẽ biểu diễn trước đám đông, nồi sát hầm chính mình. Ha ha ha, quét vài số không cho phù hợp. Tôi cũng không biết, cứ mặc kệ đi. Bao nhiêu số không rồi? Tôi không biết, tôi không nghe rõ. Thật không ngờ lại thành công. Không thể nào, cái gì? Hắn ta lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Phải tiêu diệt hắn ta. Thật không ngờ lại quét ra được. Cuộc khủng hoảng của Tô gia cuối cùng cũng được giải tỏa. Ba ơi, không không. Ơi, tôi không biết ông là người của tài hoàng đại nhân. Tôi đã không nhìn thấy. Nếu ông có việc gì, ông có thể sai khiến tôi. Tôi sẵn sàng vì ông làm trâu làm ngựa. Vẫn là tam sư phụ, không giống như nhị sư phụ. Diệp Lăng Phong, không ngờ anh cũng khá giỏi nhỉ. Giờ khủng hoảng của gia tộc cô đã được giải quyết, vậy thẻ này cũng không còn ích lợi gì nữa. Đây là tài hoàng đại nhân đang gõ nhẹ vào tôi. Trước đây tôi giúp Âu Dương gia chống lại Tô gia, làm tài hoàng đại nhân không vui. Tôi hiểu rồi, tài hoàng đại nhân. Anh, tôi chưa nói gì với anh cả. Anh hiểu? Anh hiểu cái gì vậy? Tôi tuyên bố từ hôm nay tập đoàn Hắc Kim tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn với Tô gia. Gì thế? Đồng thời chấm dứt mọi dự án hợp tác với Âu Dương gia và nỗ lực không ngừng nghỉ để chặn đứng Âu Dương gia, liên minh tài chính đen, hợp tác với Tô gia, đối đầu với Âu Dương gia. Như vậy Âu Dương gia xong đời, Tô gia chuẩn bị bay cao, đương nhiên rồi. Anh Tiền, tránh ra, gọi tôi là quản lý Tiền. Vậy những lời thề trước đây của chúng ta là gì? Đàn bà, chỉ làm tôi chậm trễ trong việc kiếm tiền. Bây giờ tài hoàng đại nhân, hài lòng chưa? Tại sao tôi lại hài lòng? Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tại sao anh hỏi tôi hài lòng không? Cái gì? Chú ba, Âu Dương gia, chuỗi tài chính đứt gãy, phá sản rồi. Anh nói gì? Tất cả tại gã này, làm hại chúng ta, nhất định phải tiêu diệt hắn. Làm ơn, ông già, ông có chân què, không phải điếc, càng không mù, rõ ràng là quản lý Tiền. Anh ta luôn muốn đánh úp Âu Dương gia, liên quan gì đến tôi? Tại sao ông cứ đeo bám tôi vậy? Sao anh không nói một tiếng, giúp tôi giải thích? Đúng đúng, tài hoàng đại nhân nói không sai, chính là tôi sai người, cố ý đối đầu với Âu Dương gia, mọi chuyện đều do tôi quyết định. Tài hoàng đại nhân, nếu ngài không hài lòng, tôi có thể mắng họ một trận nữa. Này, làm ơn, đừng có cái vẻ nịnh nọt thế được không? Tôi không thân với anh, mau đi đi. Đi đi. Đây là tài hoàng đại nhân, đánh tôi lần thứ hai. Diệp Lăng Phong, anh thật sự nghĩ Âu Dương gia dễ bắt nạt như vậy sao? Anh còn lý lẽ nữa không? Nhược Vũ, mau gọi điện cho Âu Dương Tuyết, nói rằng thằng nhóc này phải loại bỏ. Nếu không, chắc chắn sẽ để lại họa sự. Âu Dương gia, sao toàn nghĩ đến chuyện giết người thôi? Ngoài việc này ra, trong đầu không có suy nghĩ khác sao? Diệp Lăng Phong, ngươi quá đáng quá, Âu Dương Nhất.
Tôi thuộc Âu Dương gia, Âu Dương nhất. Xin chỉ giáo. Không sao. Xin phép từ biệt. Đây là thao tác gì vậy? Quá nhanh rồi nhỉ? Chuyện gì vậy? Không biết, tôi chẳng làm gì cả. Có thể, là người đến giao hàng. Không đúng, chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. Anh ta vừa nói đến gói hàng. Trong túi anh có gì vậy? Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là một cái cuốc thôi. Cuốc? Cái cuốc này, sao thế? Ông muốn học làm ruộng sao? Tôi sẽ dạy ông, thứ đồ khốn kiếp này, lại là cái cuốc này. Cầm cuốc, làm sao gọi là đàn ông? Anh có gan, hãy vứt cái cuốc đi. Vứt thì vứt. Tiểu Vũ, cô nhanh nhìn xem, anh ấy thế nào rồi? Tiểu Vũ, anh không sao chứ? Được lắm tên khốn này, ngươi đã khiến Âu Dương gia của ta bị đứt gánh giữa đường, lại đổ lỗi cho tôi. Chính các người bảo tôi ném mà, nhanh đưa đến bệnh viện, bảo vệ con cháu Âu Dương gia. Anh cứ chờ đấy. Nghe thấy chưa, người cứ chờ đấy, ta sớm muộn cũng sẽ quay lại. Họ đã đi rồi, ông vẫn không đi. Thế này nhé. Tôi sẽ đưa ông đi lần cuối, ai ai bảo anh. Đừng lại gần tôi, có ai quản không vậy? Anh đưa tôi đi đâu vậy? Bay rồi. Có tôi ở đây, Âu Dương gia không thể sụp đổ. Anh chính là Diệp Lăng Phong. Cô chính là Âu Dương Tuyết. Hân hạnh gặp gỡ, tôi với Âu Dương gia có một chút hiểu lầm, cô giúp tôi giải thích với. Đừng nói nhảm với hắn, Âu Dương Tuyết. Trực tiếp hạ gục hắn. Cô có thấy không, ông già ngồi xe lăn này luôn muốn tôi giết giết. Cô mau giúp tôi nói. Tôi biết. Cô biết thì quá tốt rồi. Cô mau giúp tôi giải thích, Diệp Lăng Phong, hành động của anh chỉ là muốn thu hút sự chú ý của tôi, hy vọng tôi sẽ quay đầu, nhưng tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi đã đột phá kim đan, tu thành bán thần, bây giờ tôi đã là cửu thiên huyền điểu. Dáng vẻ của thần phượng, còn anh, cả đời thấp kém như bụi bặm, anh không xứng xuất hiện trong cuộc đời tôi, càng không xứng là người đàn ông của tôi, hãy từ bỏ đi, không phải. Cô tự kiêu như vậy sao? Cô không nghĩ rằng, tất cả đàn ông, đều thích cô chứ, chơi trò câu dẫn. Thủ đoạn hèn hạ, tôi đã nghĩ Âu Dương gia, chỉ có ba kẻ ngốc, không ngờ còn có kẻ thứ tư, nổi giận vì xấu hổ, lòng tự trọng của kẻ tiểu nhân, thật sự rất mong manh, được. Tôi rất mong manh, cô nói cái gì, được thôi, tôi chịu. Muốn lùi một bước để tiến, ngốc nghếch tốt cùng. Âu Dương Tuyết. Có thể bình thường được không, anh còn muốn dùng kế kích động, trẻ con. Được, cô nói gì? Được thôi, cô đều đúng cả, nhưng tôi khuyên cô ít tiểu thuyết, được không? Nói nhảm một đống, anh dám liên minh với Tô gia, chỉ đạo tập đoàn Hắc Kim, cùng nhau đối đầu với Âu Dương gia, đừng trách tôi không khách khí, chờ đã. Là cô hành xử hung hăng trước, Âu Dương Tuyết, chỉ cần cô xin lỗi anh ta, tôi sẽ tha cho Âu Dương gia. Gì cơ, bảo Âu Dương Tuyết, xin lỗi hắn ta. Thật là buồn cười, chỉ là Tô gia cũng dám đặt điều kiện với tôi. Chết đi, Âu Dương Tuyết, với cấp độ tu luyện của cô, đi bắt nạt người tu luyện khí kỳ, truyền ra ngoài, không sợ bị chế giễu sao? Đúng vậy, cô bắt nạt tôi, người tu luyện khí kỳ, về mặt danh dự, cô không muốn xem xét lại sao? Anh ta nói cũng có lý. Âu Dương Tuyết, chú ba cảm thấy, ở đây, có cao thủ ẩn thế ngự trị, người quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, chúng ta, có sợ chờ thêm 1 năm nữa không? Các người chỉ giỏi nói mồm. Được, hôm nay tôi sẽ cho các người một cơ hội. Nhưng, 3 ngày sau, trên hội võ đạo, trước mặt các cao thủ thiên hạ tôi sẽ đại diện Âu Dương gia, đè bẹp các người hoàn toàn. 3 ngày sau, cô bảo đi tôi mới đi. Tôi cứ không đi, nếu anh không đến, tôi sẽ lấy mạng tất cả người Tô gia. Và, anh sẽ mãi không thể có được bảo bối mà anh muốn. Cô có biết điều gì không? Điều này không giống với thỏa thuận, cô đã nói. Tại sao lại đi rồi? Cái bảo bối mà cô nói là gì? Thử âm, đây là thiên hạ đệ nhất,
hội võ đạo sao? Thật sự rất náo nhiệt, đó là đương nhiên, chào mừng các cao thủ, tụ họp đông đủ, tham gia, đây là lần thứ 99, hội võ đạo hàng đầu thế giới này. Là sự kiện toàn cầu hàng năm, vào thời điểm đó, sẽ nhiều cao thủ đến tranh tài, nghe nói, chỉ cần giành được top 3, sẽ có cơ hội, hắc ám minh vương điện. Thật sự có một nơi như vậy, Diệp Lăng Phong, không ngờ, anh cũng dám đến đây. Chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Dám phán xét, hắc ám minh vương điện. Thật không ngờ, Diệp Lăng Phong, ngươi thật can đảm, thật sự dám đến đây. Hôm nay, chị ta ở đây, sẽ lấy mạng của ngươi. Không phải, va chạm rồi, va chạm rồi. Diệp Lăng Phong, hôm nay, tại hội võ đạo thiên hạ, trước mặt tất cả các cao thủ, khiến anh chết không nơi an táng, nói rất đúng. Hãy tiêu diệt hắn. Không phải, Âu gia các người, vừa mới bắt đầu đã giết, trong đầu các người có gì khác không, tôi nghe mà thấy phiền quá. Đúng rồi, Âu Dương Tuyết, chúng ta, có thể hòa giải không? Diệp Lăng Phong, anh chỉ là một tên luyện khí tầm thường, mà dám nhiều lần xúc phạm Âu Dương gia, thực sự là đáng chết, giờ mới van xin, đã muộn rồi, ai cười được cuối cùng, còn chưa chắc. Diệp Lăng Phong, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, chỉ cần hôm nay, trước mặt các cao thủ, quỳ xuống xin lỗi Âu Dương gia, tôi sẽ tha cho anh, quá đáng. Tôi quỳ trời quỳ đất quỳ sư phụ, người khác không có khả năng, như vậy, hội võ đạo hôm nay, sẽ là nơi an táng của ngươi. Được, bắt đầu trận đầu tiên. Thanh kiếm này, tên là Tuyệt Diễm, được cắm vào đá khóa kiếm, đã gần trăm năm, cho đến nay chưa có ai, có thể thành công rút ra, ai trong các vị dũng sĩ sẵn sàng thử trước. Để tôi. Tránh ra, để tôi. Rút thanh kiếm có khó không? Chẳng lẽ đều là diễn viên? Diễn thật tốt, người biết gì chứ? Vừa rồi người dẫn chương trình giới thiệu, người không nghe thấy sao? Chỉ những cao thủ tuyệt thế mới rút được thanh kiếm này. Đây là biểu hiện của sức mạnh tuyệt đối. Rút thanh kiếm chứng minh sức mạnh sao? Điều này quá trẻ con rồi. Diệp Lăng Phong, người không giả bộ có thể chết sao? Nói như thể ngươi, rút được nó vậy. Anh có biết không, ngày xưa, ngay cả anh rể tôi Nam Cung Sơn, cũng không thể rút ra. Diệp Lăng Phong, tôi khuyên anh đừng đánh giá quá cao bản thân. Âu Dương gia các người, đều nghe khó chịu thế này. Cô làm sao biết, anh ấy không phải cao thủ tuyệt thế. Đúng là, Lăng Phong, anh đi thử xem. Đi thôi. Thử một chút cũng không sao. Thật sự muốn thử sao, đồ tự đánh giá quá cao. Cứ chờ mà xem kịch vui đi. Diệp Lăng Phong, rác rưởi giai đoạn luyện khí, nên có sự tự biết của giai đoạn luyện khí. Không phải nhấc đá, là rút kiếm. Đây không phải là dễ dàng sao? Điều này không thể nào. Giả mạo chứ. Chẳng lẽ, anh ta thực sự là cao thủ tuyệt thế? Lăng Phong, anh thật giỏi. Đủ rồi, ta không quan tâm ngươi là cao thủ tuyệt thế. Lát nữa, ta sẽ khiến ngươi biết rằng, Âu Dương gia của ta không thể sỉ nhục. Bây giờ bắt đầu, vòng thi thứ hai. Tôi là người truyền nhân cuối cùng của Phượng Vũ Đao. Tôi là người truyền nhân đầu tiên của Long Phi Thương. Tôi đi nhà máy. Điều này quá tàn bạo. Hai môn phái lớn, trực tiếp bị diệt. Bây giờ bắt đầu, trận thứ ba. Ta là trưởng môn của môn phái chính Đại Quang Minh, Lý Quang Minh, tại hạ. Điều này quá không chính Đại Quang Minh. Ta là đệ tử duy nhất của ban môn phái, Triệu Thiết Cương. Xin hãy chỉ giáo. Sao, không dám sao, ai nói chúng ta không dám? Cái này, người chủ trì đã vi phạm quy tắc, đừng nói nhảm. Chẳng lẽ, đây là kỹ thuật vẽ viền cơ thể người, anh dám xúc phạm tôi?
Điều này không thể nào. Hôm nay, ta sẽ dứt khoát với ngươi. Lăng Phong, hay là, chúng ta nên chạy ngay đi, chẳng đánh lại được đâu. Không sao, cô yên tâm, con heo rừng nặng gần 1000 cân, còn không phải đối thủ của tôi. Huống hồ một, người phụ nữ nặng hơn 100 cân. Ngươi dám so sánh ta, tôi đang khen cô đấy. Tôi nói cô mạnh hơn heo rừng nhiều, đưa mạng đây, này, nói chuyện tốt xem nào, như thế này. Cô mạnh hơn heo rừng nhiều, được chưa, có gì phải thương lượng với hắn, giờ giết luôn hắn đi, chị, đừng thương xót, giết chết luôn, chịu chết đi. Người kia, trước mặt các cao thủ thiên hạ, chúng ta nói chuyện được không, thế này tôi lại viết một lá thư ly hôn, hoàn thành cho cô và Nam Cung Sơn, đừng nói nhảm, có khả năng thì đừng tránh né. Tôi đi, giữ hơn cả vua lợn rừng, tôi không tránh tôi là kẻ ngốc à, đến bây giờ ngươi còn nói nhảm, ta nói cho ngươi biết, ta không bao giờ thích, hãy từ bỏ hy vọng đi. Tôi cũng chẳng mong thích cô đâu, anh đừng tự kiêu tự đại, anh cư xử như đàn ông, và chiến đấu không, anh chỉ biết trốn à, anh không thấy xấu hổ sao, anh ấy không phải đang trốn, đây gọi là rút lui chiến thuật, hiểu không, rõ ràng là hắn ta sợ rồi, nói gì chiến thuật rút lui, sớm hay muộn cũng phải chết, để hắn ta chết bây giờ đi. Khi xem kịch phải giữ yên lặng, nếu nói chuyện thì sẽ rất bất lịch sự, anh này. Không ai quản à, tất cả im miệng lại. Núp núp tránh tránh. Năm xưa Diệp Gia uy nghiêm hùng mạnh, giờ chỉ còn lại một mình ngươi, kẻ sợ chết ham sống. Này, cô có thể nói tôi, nhưng không được nói đến gia tộc tôi. Năm xưa ngươi, đáng lẽ phải cùng gia tộc, cùng nhau bị diệt vong. Tôi nói rồi, tôi sẽ tức giận đấy. Tức giận, cơn thịnh nộ của kiến nhỏ, chỉ là trò cười mà thôi. Ta sẽ đưa ngươi xuống suối vàng, gặp ba mẹ ngươi, tôi thật sự sẽ tức giận đấy. Làm sao có thể, chị ơi, làm sao có thể, hắn ta chỉ là con chó tu luyện, tôi đã nói đây là chiến thuật mà. Lăng Phong, anh giỏi thật đấy, Diệp Lăng Phong, ngươi giấu giếm thật sâu, tôi không giấu giếm đâu, tôi đã nói, chúng ta nên bình tĩnh nói chuyện, cô cứ không nghe, được, chuyện hôm nay ta nhớ rồi. Sao ngươi lại thích giữ thủ vậy, Diệp Lăng Phong, anh đợi đấy, anh rể tôi sẽ ra ngoài vào ngày mai, và sẽ đến Thiên Long Sơn Trang, đón chào Hắc Ám Minh Vương Điện, đợi khi anh ấy đến, sẽ đến lấy mạng anh, lại muốn lấy mạng tôi, sao ai cũng muốn mạng tôi, thằng nhóc này, ngươi đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy mạng ngươi, chúng ta đi thôi. Không ngờ, anh lại giỏi như vậy, tôi có giỏi lắm không? Tất nhiên rồi, anh trong lòng tôi, chính là anh hùng hảo hán. Nhưng tôi, cũng không thấy mình giỏi lắm. Sao vậy, anh không tin sao? Tôi quyết định rồi, ngày mai là ngày lành tháng tốt. Chúng ta đăng ký kết hôn đi, được được. Tôi muốn mọi người biết. Trên trời có thể rơi xuống cô dâu. Đúng rồi, trước khi kết hôn, anh chưa tỏ tình với tôi. Tôi thích. Linh Nhi. Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao? Đồ đệ tôi là sư phụ, cậu không có điện thoại, tôi mới gọi cho Linh Nhi. Linh như thế nào rồi? Họ nói rằng, cô ấy rơi vào tình trạng hôn mê nghiêm trọng, nói rằng cả đời, cô ấy sẽ không tỉnh lại. Sư phụ xin ngài cứu cô ấy. Không phải sư phụ không cứu, nhưng Linh Nhi, để giúp cậu chặn cú đánh đó, ba hồn bảy vía đã bị đánh tan tác, muốn cứu cô ấy. Chỉ có thể dùng cửu chuyển phản hồn đan. Thế thì tôi lên núi lấy. Nhanh dùng cho cô ấy đi, chỉ là cái gì, cửu chuyển phản hồn đan, trong tay điện chủ Võ Hoàng, Nam Cung Sơn, và còn, người trước kia tấn công, trên người cậu, cũng có hơi thở của hắn ta, Nam Cung Sơn, tại sao muốn làm tổn thương Linh Nhi, đệ tử à? Người hắn ta muốn giết ban đầu là cậu. Những tôi phát hiện, hắn ta liên quan đến điện chủ U Minh, bây giờ xem ra, hắn ta sẽ kế thừa, sức mạnh của điện chủ U Minh, đó lại là thứ gì?
Đến lúc này, cũng không thể giấu cậu nữa. Diệp gia bị diệt, đó là vì Diệp gia. Tự hội được vận mệnh trời đất, điện chủ U Minh, là một đạo, linh hồn còn sót lại trên nhân gian. Muốn lợi dụng Diệp gia để tái sinh, từ đó phá vỡ xiềng xích của trời đất. Đưa đây, nhưng điều hắn không ngờ tới là, vận mệnh của Diệp gia, đều tập trung trong người cậu. Cậu mới là, người mang mệnh trời. Đúng, đồ đệ, lý do cậu không thể đột phá triệu tầng luyện khí là bởi vì nơi cát tường của Diệp gia, khi cậu đột phá chính là lúc cứu rỗi nhân gian khắp thế giới. Tôi không quan tâm những thứ lộn xộn kia, tôi chỉ muốn cứu Linh Nhi. Đồ đệ, hôm nay tại Võ Hoàng Điện tổ chức tiệc tại Thiên Long Sơn Trang, chào đón Hắc Ám Minh Vương Diện, nghĩa là chào đón cậu. Khi cậu đi, tôi đã cho tất cả đồ đạc vào trong túi cậu rồi. Người có bùa chú chính là Hắc Ám Minh Vương Diện. Muốn cứu người, hãy mang theo thiệp mời và bùa chú đến Thiên Long Sơn Trang này. Nhưng này, lệnh Hắc Ám Minh Vương Diện, thiệp mời của Thiên Long Sơn Trang. Linh Nhi, đợi tôi. Tôi sẽ cứu cô trở về. Linh Nhi, tôi sẽ cứu cô trở về. Diệp Lăng Phong, sao anh lại xuất hiện ở đây? Ai cho anh vào đây? Chân ông đã khỏi, nhờ ông Dương Tuyết nhà ta. Cô ấy bảo người Võ Hoàng Điện, chỉ cần một chữa, ta đã khỏi. Hôm nay là Võ Hoàng Điện, chào đón Hắc Ám Minh Vương Điện, và tổ chức yến tiệc tôn thần, không phải nơi dành cho ngươi, đừng lãng phí thời gian. Hôm nay, ở đây, ta quyết định rồi. Diệp Lăng Phong, đừng tưởng rằng, trước đây dùng thủ đoạn thắng tôi, thì có thể làm bất cứ điều gì. Tôi thắng cô, không cần thủ đoạn. Diệp Lăng Phong, anh tự cho mình là nhân vật quan trọng, yến điệp tôn thần, không phải chỗ cho ngươi, tự do tự tại, nếu xúc phạm, Hắc Ám Minh Vương Điện, mạng của ngươi, không đủ bù đắp. Sao lại ồn ào thế này? Triệu quản gia, anh đến đúng lúc, người này không có thiệp mời, muốn xông vào yến tiệc tôn thần. Những người như ngươi, thậm chí không có tư cách vào cửa, và ta có, triệu quản gia, mau khiến hắn cút đi. Tránh để hắn ở đây, gây chuyện. Ngươi nghĩ? Không biết từ đâu, làm một tấm thiệp mời giả, muốn lẫn vào, anh đừng coi thường triệu quản gia. Anh không lẽ, mua trên mạng sao? Đúng vậy, gã này là dân quê, làm sao có thiệp mời, chắc chắn là giả. Cút đi. Mời vào, triệu quản gia, anh còn đứng đó làm gì? Gã kia muốn vào rồi, nhanh tìm người đuổi hắn ra. Anh ấy cầm trên tay là thiệp mời cấp cao nhất, tôi không có tư cách đi. Anh nói gì, điều này hoàn toàn không thể. Ông tin hay không tùy ông. Anh cuối cùng từ đâu trộm được thiệp mời? Tôi không cần phải trộm. Đùa à, người nhận được thiệp mời không ai không phải là quyền quý hàng đầu, còn anh cũng xứng nhận được thiệp mời sao? Hôm nay tôi đến đây tìm người, không có thời gian nói nhảm. Tất cả cho ta, biến. Ôi chao, thằng nhóc, hôm nay ngươi rất kiêu ngạo nhỉ. Như vậy thì, ta bảo ngươi, hiện tại sức mạnh của ta đã hoàn toàn phục hồi. Vì thế, ta bóp chết ngươi, giống như giết một con kiến, thật đơn giản. Ngươi định làm gì? Tiểu Vũ, làm cái gì? Là điều ta nên làm. Thằng nhóc này, ngươi quá kiêu ngạo, hôm nay các người nói quá nhiều lời vô ích, bây giờ, lão phu sẽ tự mình ra tay. Chém hắn. Chết đi. Ngươi dám đánh ta, đánh là đánh ông, Âu Dương gia, Thiên Long Sơn Trang, dừng tay. Lão phế vật, tôi nhịn ông, rất lâu rồi, anh làm sao có thể như vậy? Lẽ ra làm từ lâu rồi. Họ chỉ là cầu được như ý, thật không thể tin được, ngươi dám làm giả thiệp mời, đột nhập vào yến tiệc tôn thần, ta nhất định sẽ để ngươi chết thảm ở đây,
Diệp Lăng Phong, bây giờ ngươi quay đầu lại, vẫn còn kịp, quay đầu lại. Âu Dương Tuyết, khi ba mẹ tôi còn sống, đã dạy tôi một điều. Người tiến tôi lùi, không sao. Người tiến thêm tôi lùi thêm, cũng không sao, nhưng, lùi không được nữa, thì không cần lùi nữa. Còn nói với hắn làm gì, kẻ làm giả thiệp mời này, phải để hắn trả giá. Liễu trang chủ, sao cô lại tới đây? Thiên Long Sơn trên này, là tài sản của tôi, tại sao tôi không thể đến? Cô đến vừa đúng lúc, người này, không những làm giả thiệp mời, mà còn đánh người ở đây, nhanh chóng gọi người, tống cổ hắn đi, tôi thấy người cần bị tống cổ, là Âu Dương gia các người. Anh Diệp, tôi đến muộn. Sao có thể như thế? Làm sao hắn quen biết, Thiên Long Sơn Trang? Diệp Lăng Phong, rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, để Liễu Như Tuyết, theo anh diễn trò? Âu Dương Tuyết, tôi không có hứng thú, với việc diễn trò, đến giờ anh còn chối cãi. Với thân phận thấp kém, không thể nào khiến Liễu Như Tuyết đối xử lịch sự, tôi. Trong lòng Âu Dương Tuyết, tôi là loại người gì? Anh chỉ là đứa trẻ mồ côi của Diệp gia, một con chó vô dụng, sống sót bấp bênh, tôi thường không đánh phụ nữ. Ý anh nói, anh sẽ ra tay với tôi nói cho anh biết, anh rể tôi là điện chủ của Võ Hoàng Điện, Nam Cung Sơn. Anh biết phải làm gì rồi đó. Ô. Liễu Như Tuyết, cô dám đánh tôi, cô muốn đối đầu với Âu Dương gia sao, cô không sợ chết sao? Ta làm việc cho anh Diệp, ta rất hài lòng. Có anh Diệp đứng sau lưng ta cũng không sợ, đối đầu với gia tộc Âu Dương, thật là nực cười. Ngươi thật là nực cười, một thằng nhãi trồng trọt trên núi, dựa vào cái gì mà ngươi dám, dựa vào trong tay anh Diệp, có tấm thiệp, chỉ có Minh Vương Đại Nhân, mới có tư cách phát ra, thiệp mời đỉnh cấp. Liễu trang chủ. Cô đừng để bị tên này lừa. Ta chỉ tin vào tấm thiệp mời đỉnh cấp. Nếu các ngươi còn cứng đầu cứng cổ, đừng trách ta không khách khí. Ngươi dám? Gia tộc Âu Dương bọn ta là liên quan đến Võ Hoàng Điện. Thiếu điện chủ Nam Cung Sơn đã đính hôn Diệp Lăng Phong. Đợi anh rể ta đến, sẽ cho ngươi biết tay. Gọi cho hắn ta. Bảo hắn ngay lập tức lăn đến đây. Diệp Lăng Phong, với sức mạnh của ngươi, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Ngươi thực sự muốn chết à? Âu Dương Tuyết, đừng lãng phí thời gian của ta. Bảo Nam Cung Sơn và cha của hắn, lập tức đến gặp ta. Này tiểu tử, ngươi thực sự vô pháp vô thiên. Ngươi thật là to gan, ngươi dám đánh ta cũng rất tò mò. Có thể khiến ngươi hủy hôn ước của Diệp gia. Rốt cuộc là người như thế nào, ngươi? Ngươi, thật to gan, ngươi dám đá ta, khi chưa đến lượt ngươi nói, thì im miệng lại cho ta, ngươi, Liễu trang chủ, cô cũng muốn cùng hắn, đắc tội với Võ Hoàng Điện sao, vì anh Diệp, dù đắc tội với Võ Hoàng Điện, thì cũng có sao. Sao cô ngu ngốc thế, cô chỉ vì, một cái thiếp mời nhỏ nhoi, mà quyết định, hắn chính là khách quý, của Minh Vương bóng tối, nếu cô cũng có, cái thiếp mời tương tự, tôi cũng tôn cô làm khách quý. Cô quá đáng rồi. Nếu không có, thì ngoan ngoãn mà, im miệng lại cho tôi. Diệp Lăng Phong, tôi không biết anh làm thế nào, có được tấm thiệp mời đó, nhưng tôi khuyên anh, quay đầu là bờ, tôi không cần phải quay đầu. Tôi đến đây, chỉ làm hai việc, thứ nhất, giết người trả mạng, thứ hai, lấy thuốc cứu người. Còn những người không liên quan, nên đi khỏi đây. Tất cả nên đi ngay. Hay lắm. Lấy thuốc cứu người à, Diệp Lăng Phong, ngươi thật là oai phong. Chị Nguyệt Nguyệt đến rồi. Liễu Như Tuyết, cô có phải đã quên, sức mạnh của gia tộc Nam Cung không? Tôi không công nhận Nam Cung Sơn, tôi chỉ công nhận Minh Vương Bóng Tối, gia tộc Nam Cung của ta, giúp Minh Vương Bóng Tối, kiểm soát Võ Hoàng Điện nhiều năm, đại diện ý chí của Minh Vương Bóng Tối. Còn về ngươi, dám mạo phạm gia tộc Nam Cung, ta nhất định sẽ khiến ngươi, chết không có đất chôn. Khẩu khí thật lớn. Ngươi là ai? Là tiểu công chúa của Võ Hoàng Điện, Nam Cung Nguyệt. Nghe nói có kẻ rác rưởi muốn ăn bám gia tộc Âu Dương. Hóa ra là ngươi, đồ khốn nạn. Nói nhảm xong chưa? Nói xong thì tránh ra cho ta. Diệp Lăng Phong, ngươi dám bảo, tiểu công chúa Võ Hoàng Điện tránh ra. Ngươi chán sống rồi, ta khuyên ngươi, mau xin lỗi Nam Cung Nguyệt. Nếu không, hậu quả tự chịu, ta không làm gì cả.
Người cần xin lỗi không phải là ta. Xem ra võ hoàng điện của ta đã lâu không giết người, nếu như vậy thì ngươi hãy chết đi. Ngươi nói ai chết? Ngươi hãy chết đi. Ngươi nói ai chết? Một kẻ luyện khí nhỏ bé, lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy? Ngươi muốn làm gì? Diệp Lăng Phong, ngươi còn không buông tay? Hừ. Diệp Lăng Phong, ngươi dám động thủ với ta? Động thủ? Ta có gì mà không dám? Ngươi, ngươi điên rồi, thật sự, dám đánh tiểu công chúa. Ta khuyên ngươi, đi xin lỗi Nam Cung Nguyệt, nếu không, hậu quả tự chịu, võ hoàng điện mà thôi. Ta không để vào mắt, Diệp Lăng Phong, võ hoàng điện có hơn nghìn võ giả, không phải là đối thủ của ngươi, Âu Dương Tuyết. Câm miệng lại. Chỉ là tiểu công chúa của võ hoàng điện. Cũng chẳng là gì. Hôm nay ta nhất định sẽ xé xác ngươi, người đâu? Là tinh vệ của võ hoàng điện, họ đều là cao thủ trong cao thủ. Ha ha, Diệp Lăng Phong, đắc tội với võ hoàng điện. Hôm nay thần tiên đến, cũng không cứu nổi ngươi. Anh ta là khách quý của Minh Vương bóng tối. Các ngươi đừng có làm càn. Minh Vương bóng tối ẩn cư nhiều năm, đưa thiếp mời cho loại côn trùng này. Tất cả lên, lên. Lũ ô hợp. Các ngươi đều là tinh anh của võ hoàng điện, không thể dễ dàng ngã xuống như vậy, đứng dậy hết đi, đứng dậy. Vì ta quá dễ dãi, nên các ngươi mới dám làm càn, dám nói chuyện với ta như thế. Trong mắt người khác, ngươi là nữ thần, trong mắt ta, ngươi không đáng một xu. Ngươi, Diệp Lăng Phong, ta cam đoan, bất cứ ai liên quan đến ngươi, đều khó thoát khỏi cái chết. Ngươi cứ thử xem, võ hoàng điện nội tình sâu sắc, sao có thể để ngươi sỉ nhục. Ta không quan tâm võ hoàng điện có nội tình sâu sắc thế nào. Bây giờ, kêu anh ngươi và cha ngươi ra đây gặp ta. Cha ta đường đường là điện chủ võ hoàng điện, làm sao người như ngươi có thể gặp được. Diệp Lăng Phong, thật quá đáng, ngươi chẳng biết gì mà nói ta quá đáng. Âu Dương Tuyết, ngươi bị lừa đá vào đầu à? Ô lỗ vô lễ, ta chẳng cần thân thể ngươi, cũng chẳng cần quyền lực gia tộc Âu Dương. Ta vốn không thù không oán với các ngươi, nhưng nay các ngươi lại ép ta đến mức này. Hôm nay ta chỉ muốn lấy thuốc cứu người. Nếu các ngươi tiếp tục ép ta, lời lẽ ngông cuồng, ta có thể giết các ngươi, không chừa một ai. Nhưng bây giờ, Nam Cung Nguyệt, ta chỉ cần anh trai và cha ngươi ra đây gặp ta. Nam Cung Sơn. Yên tâm đi, có anh đây, hắn sẽ phải trả giá. Ngươi, chính là kẻ thèm muốn Dương Tuyết, cô nhi của Diệp gia, anh rể, tên này rất quái dị, anh phải cẩn thận. Chỉ là tu sĩ luyện khí, dù có lợi hại thế nào, cũng không thể làm được gì, có thể làm được gì, thử xem sẽ biết ngay sao. Lần này bế quan, ta đã đột phá lên thần cảnh, trở thành cao thủ thần cảnh, loại như ngươi. Ngay cả tư cách chết trong tay ta cũng không có. Anh đã bước vào thần cảnh rồi. Đúng vậy. Bây giờ anh mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Dương Tuyết, em yên tâm, có anh đây, sẽ cho thằng nhãi này biết thế nào mới là tàn nhẫn và khủng khiếp. Diệp Lăng Phong, bây giờ trước mặt thiếu điện chủ Nam Cung Sơn, ngươi còn gì để nói, ta sẽ xử lý ngươi trước, rồi xử lý cha ngươi sau. Ngươi chỉ là một hạt cát nhỏ bé, cũng dám so sánh với anh trăng sáng chói, thật là không biết sống chết. Diệp Lăng Phong, đến nước này rồi, vẫn không chịu quay đầu sao? Ta có làm gì sai đâu, quay đầu cái gì? Ngươi, đừng phí lời với hắn, hạ hắn đi. Đúng vậy, thằng nhãi này là một tai họa, không thể dễ dàng tha cho hắn. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Ta muốn cho mọi người biết hậu quả của việc đắc tội với võ hoàng điện, các ngươi phí lời nói ta. Còn ta chỉ muốn lấy thuốc cứu người.
Anh rể, đừng nương tay, cố gắng, một đòn giết luôn. Yên tâm đi em gái, anh chỉ cần một ngón tay là đủ, có thể nghiền nát hắn, chết hoàn toàn. Hừ, thế thôi à, Nam Công Sơn, nếu anh muốn cưới tôi, hãy chiến đấu như một người đàn ông, đừng nể mặt tôi, cũng đừng để hắn có cơ hội, muốn chết. A. À. Dùng lực đi. A. À. Anh rể đừng đùa nữa, anh đừng lãng phí thời gian nữa, lát nữa Minh Vương bóng tối sẽ đến, mau giải quyết hắn đi. Diệp Lăng Phong, nếu ngươi xin tha mạng, sẽ tha cho ngươi một mạng, sao có thể như vậy, ta bảo ngươi dùng lực. Ngươi không hiểu tiếng người sao? Hiền chất, mau xử lý hắn đi, nhanh lên, anh đừng chơi nữa, nghiền nát hắn đi, các ngươi nói nghiền nát, là thế này sao? Anh à! Sao lại thế này, anh rể, Nam Công Sơn ta, là cao thủ thần cảnh, sao ngươi dám đối xử với ta như vậy? Ai cho ngươi dũng khí làm thế? Một đòn chí mạng, anh à! Đừng để hắn có cơ hội thở. Đúng, Diệp Lăng Phong, dừng tay đi, ngươi không phải là đối thủ của anh ấy. Ta có thể chết, nhưng ta tuyệt đối không cầu xin. Vậy thì ngươi đi chết đi. A. A. Không thể nào, sao, sao lại có thể? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Không, không thể nào. Sao có thể như vậy? Không có gì là không thể. Nam Công Sơn, ta hỏi ngươi, cha ngươi ở đâu? Ngươi không thể giết hắn, sau lưng hắn là Võ Hoàng Điện, và sau lưng Võ Hoàng Điện là Minh Vương bóng tối, thì sao? Đó không phải là điều ngươi có thể khiêu khích. Nói xong chưa? Nói xong thì tránh ra cho ta. Chỉ cần có ta ở đây, ta không cho phép ngươi tiến thêm một bước. Ngươi không thể sai lầm mãi mà không quay đầu. Âu Dương Tuyết, ta muốn làm gì, không liên quan đến ngươi, vậy thì ngươi phải chết. Tên này sao mạnh như vậy? Chị, hắn muốn đắc tội với Võ Hoàng Điện, tự đào mồ chôn mình, vậy thì để hắn chết đi. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ta à, làm gì, không cần ngươi quản. Cha ngươi đang ở đâu? Ngươi mơ à? Gia tộc Nam Cung ta, không phải muốn gặp là gặp được, gia tộc Nam Cung. Các ngươi, cái gọi là gia tộc danh giá, cũng chỉ là một lũ, côn trùng to xác mà thôi. Chờ đến khi, Minh Vương trong bóng tối đến, ngươi sẽ không có chỗ chôn thây. Hắn ta thật là quái dị, một kẻ luyện khí, sao lại mạnh đến vậy? Diệp Lăng Phong, dừng tay đi. Âu Dương Tuyết, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Anh Diệp mới thực sự là, cao thủ tuyệt thế, hắn chỉ là... một kẻ luyện khí thôi, không thể là tuyệt thế cao thủ, với tư thế luyện khí, dám đối đầu với cao thủ thần cảnh. Lấy một chọi người, đánh bại tinh vệ của Võ Thần Điện. Thực lực như vậy, không xứng gọi là tuyệt thế cao thủ sao? Hắn rõ ràng chỉ là kẻ, phế vật rể Âu Dương không cần, hôm nay, ta đến đây. Hôm nay, ta đến đây, nghênh đón Minh Vương bóng tối, kẻ nào dám phách lối như vậy? Diệp Lăng Phong, trưởng lão của Minh Vương Điện đã đến, ngươi không còn cơ hội nữa, mời trưởng lão ra tay, cứu anh trai tôi, trừng phạt kẻ thù, to gan thật. Dám đến gây rối tại yến tiệc hôm nay, ngươi dám coi, Minh Vương Điện, không ra gì sao? Diệp Lăng Phong, trước mặt trưởng lão, Minh Vương Điện, sửa sai ngay lập tức. Ta đâu có sai, không cần sửa, tên này giả mạo thiệp mời, xông vào buổi tiệc, còn đánh thương tinh anh của tôi, xin trưởng lão ra tay, không được động vào anh ấy. Thiệp mời của anh ấy không phải giả, anh ấy là khách quý của Minh Vương bóng tối. Minh Vương bóng tối đã biến mất nhiều năm, làm gì có khách quý? Thật là to gan, Diệp Lăng Phong, ngươi đến chết đến nơi rồi. Diệp Lăng Phong, ngươi sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Vì ngươi là trưởng lão Minh Vương Điện, ta ra lệnh cho ngươi, ngay lập tức, ngay bây giờ, mang Nam Cung Cung đến cho ta. Khẩu khí lớn thật, ngươi cũng dám sai khiến ta. Mở to mắt ra mà nhìn rõ, đây là cái gì? Hôm nay ngươi có lấy gì ra, cũng vô dụng thôi, ngươi không thể sống mà, ra khỏi đây được. Ngươi không thể sống mà ra khỏi đây, trưởng lão mau ra tay, phế tên này đi.
Trưởng lão người đang làm gì vậy? Tại sao lại đánh tôi? Làm gì à? Đánh ngươi là còn nhẹ đó. Trưởng lão Minh Vương Điện, bái kiến Minh Vương bóng tối hồi vị. Người nói gì? Hắn là Minh Vương bóng tối. Trưởng lão, người chắc chắn nhận lầm người rồi, điều này không thể nào. Trưởng lão, trước mặt Minh Vương bóng tối, người cũng dám nói bậy. Hắn là Minh Vương bóng tối. Một kẻ luyện khí rác rưởi. Thực lực của Minh Vương bóng tối, không thể yếu như vậy, không thể nào, đây là giả, đây là hắn giả mạo. Hoan đường, lệnh của Minh Vương bóng tối, độc nhất vô nhị, sao có thể là giả, ngươi là, xúc phạm, Minh Vương bóng tối. Tôi, chắc chắn có hiểu lầm, tôi không tin, tin hay không tùy ngươi, Nam Công Sơn, ngươi gọi cha ngươi, đến đây cho ta. Nam Công Sơn, ngươi gọi cha ngươi, đến đây cho ta, ngươi muốn làm gì, ta là thiếu điện chủ của Võ Hoàng Điện, trả lời không liên quan, a, Sơn Ca. Long Khôi. Lập tức mang Nam Cung Cung, đưa đến đây. Ha ha, không ngờ ta đã thèm muốn từ lâu, lệnh bài Minh Vương bóng tối, lại ở trong tay ngươi, tiểu tử non nớt này. Không ngờ, lại là ngươi. Giao cửu chuyển phản hồn đan ra đây, muốn có cửu chuyển phản hồn đan, để cứu người phụ nữ của ngươi, được thôi. Nhưng phải đổi bằng mạng của ngươi, phải trao đổi mới được, ngươi rốt cuộc có giao hay không? Không giao, là điện chủ của Võ Hoàng Điện, gặp Minh Vương bóng tối. Tại sao không quỳ, quỳ xuống, ta tại sao phải quỳ xuống? Ta vì Minh Vương bóng tối, đã làm bao nhiêu việc, ngài ấy lại giao Minh Vương Điện, cho một tiểu tử như vậy. To gan lớn mật, Nam Cung Cung, ngươi định tạo phản sao? Tạo phản? Không. Ta muốn thanh trừng toàn bộ, Minh Vương Điện, nên để ta làm. Minh Vương bóng tối, gan to lớn mật, nếu như vậy, đừng trách ta không khách khí. U Minh Chủ, ha ha. Đúng vậy, đã nhận được di truyền của U Minh Chủ. Từ đây vô địch nhân gian, thiên hạ đệ nhất. Gì cơ? Khí tức của U Minh Chủ. Ta không cần biết ngươi là gì. Mau giao cửu chuyển phản hồn đan, ra đây. Diệp Lăng Phong, thứ ngươi cần, đang ở trên người ta, chỉ sợ ngươi không có mạng mà lấy. Diệp Lăng Phong, đừng manh động, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Ý ngươi là, sinh mạng của Diệp gia, cũng là do ngươi lấy. Đúng vậy, Diệp gia của ngươi sinh ra, đã có khí vận của trời đất, ta phải tìm ra người, có khí vận trời đất đó, thật đáng tiếc. Tìm mãi tìm đến cuối cùng, cũng không tìm thấy. Không ngờ, cơ duyên kinh thiên, lại nằm trên người ngươi, để ngươi trốn thoát. Vì vậy ta suy nghĩ mãi, vắt óc tìm kế, cuối cùng cũng nghĩ ra, một cách hay, đó là, hóa thân thành một thần y, ẩn nấp bên cạnh ngươi. Ha ha, ý ngươi là, cứu mạng ngươi 3000, cũng là giả sao? Hừ, đúng vậy, giờ ta sẽ giết ngươi, để đoạt lấy cơ duyên. Cửa trời mở ra, ta sẽ lên thẳng thiên đình. Đã như vậy, thì tính cả nợ mới lẫn nợ cũ, ngươi có được thiên địa khí vận thì sao, ngươi cũng chỉ là một kẻ. Luyện khí mà thôi, cẩn thận. Một bước lên trời. Ta sẽ tiễn ngươi lên trời. Kiến hôi lay cây mà thôi, ngã xuống cho ta. Diệp Lăng Phong mau chạy, ta sẽ không để hắn có cơ hội chạy trốn. Hôm nay, ta cũng không định chạy. Ta muốn xem, kẻ luyện khí nhỏ bé này, rốt cuộc có thể chịu được bao lâu. Ngã xuống. Khí vận chó má gì chứ? Vì khí vận, ngươi đã giết cả nhà ta. Vì lợi ích riêng của mình, mà trọng thương linh nhi của ta, tốt lắm. Ngươi có chút quái lạ. Nhưng thế thì sao, ngươi chỉ là một kẻ luyện khí mà thôi, phàm nhân sao có thể đấu với ta, ta đứng đây để ngươi đánh. Ngươi cũng không thể làm ta bị thương, thật vậy sao? Tốt, ta muốn xem thử. Xem thử, phàm nhân như ta, có thể đánh bại ngươi không? Luyện khí thì sao, ai mà không bắt đầu từ luyện khí? Chẳng lẽ ngài ấy đã đột phá? Một kẻ như con kiến, ngươi dám chống lại số phận, con kiến thì sao? Vạn vật trên thế gian này, đều có lý do tồn tại của nó. Ngươi không có tư cách để nói bậy nói bạ,
ngươi muốn làm gì, ngươi hãy quỳ xuống cho ta. Tên đáng chết, quỳ trời quỳ đất quỳ sư phụ. Nhưng ngươi, không xứng để ta quỳ. Hôm nay, ta sẽ lấy mạng ngươi. Không, không thể nào. Không thể nào. Đợi đã. Có chuyện gì? Diệp Lăng Phong. Chuyện trước đây là lỗi của tôi. Tôi không quan tâm. Xin cô tránh ra. Tôi thật sự đã từ chối. Làm con rể của Minh Vương bóng tối. Tôi thật đáng chết mà. Linh Nhi. Anh đã lấy lại được cửu chuyển phản hồn đan. Lần này nhất định nàng sẽ tỉnh lại. Không thể nào, tại sao? Linh Nhi. Linh Nhi, Linh Nhi. Sư phụ, con đã nghe lời sư phụ, cho cô ấy uống cửu chuyển phản hồn đan rồi. Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? Đồ Nhi à, cô ấy bị thương quá nặng, chỉ có thuốc e rằng không đủ, vậy phải làm sao bây giờ? Sư phụ phải cứu cô ấy. Chúng ta đã suy nghĩ quá đơn giản, hơn nữa, thiên đạo đã thay đổi, kiếp nạn đang đến. Ý sư phụ là gì? Nói đơn giản, đưa đây. Đồ Nhi à, con tuy đã trọng thương U Minh chủ, nhưng chưa hoàn toàn đánh bại hắn. Ừ, bây giờ khí tức U Minh của hắn đã bắt đầu lan rộng. Ai tiếp xúc với khí U Minh đều sẽ mất lý trí, trở thành nô lệ U Minh. Con không quan tâm nô lệ U Minh gì cả. Tại sao Linh Nhi bây giờ vẫn chưa tỉnh? Ai, để ta, ha ha. Ai, Đồ Nhi à, là chúng ta đã sơ suất. Cái gọi là thiên diễn 49, đạo lớn lấy 1, vận khí của Diệp gia chiếm 48. Còn U Minh thì chiếm cái cuối cùng. Sư phụ, đến nước này rồi, ngài có thể nói rõ ràng hơn không? Ta nói nhé, nói đơn giản, chủ nhân U Minh chỉ cần giết ngươi là có thể có được 48 đạo thiên địa khí vận Diệp ra, từ đó hoàn thành quá trình niết bàn. Ừ, sao ngươi không hiểu nhỉ? Này, Đồ Nhi à, bây giờ hắn chưa giết được ngươi, không thể có được 48 đạo thiên địa khí vận của Diệp ra. Đã chuyển toàn bộ thiên địa khí vận vào cơ thể cô ấy. Chính vì thiếu một đạo cuối cùng, thiên địa khí vận của chủ nhân U Minh, nên cô ấy không thể sống được, con hiểu rồi. Ý người là, chỉ cần con tìm được chủ nhân U Minh, giết hắn. Đoạt lại đạo khí vận cuối cùng này, có thể cứu được mạng của Linh Nhi. Bây giờ con đi ngay, này đồ đệ, con không thể đi được, bây giờ xung quanh con toàn là U Minh. Này ta nói thật với con, bây giờ con chỉ có cách đưa tu vi của ngươi vào trong cơ thể của cô ấy mới có một tia hy vọng sống sót, nhưng làm vậy, con, e rằng sẽ trở thành phàm nhân. Con không quan tâm. Vì Linh Nhi, dù chỉ có một phần vạn cơ hội, con cũng nhất định không bỏ cuộc. Thật không đáng mà, này nếu nó muốn đi, cứ để nó đi, ta tin đồ đệ có thể trở về bình an. Này trời đất, đừng ồn ào, đừng ồn ào nữa, chỉ có thể xem vận mệnh của nó thôi. Làm gì đấy, mơ màng sao, đi xuống đi. Cái gì mà trăm vạn luyện khí? Cái gì mà thiên địa khí vận? Tôi chỉ cần cô trở về. Linh Nhi. Chủ nhân U Minh.
Diệp Lăng Phong. Sao ngươi lại ở đây? Là ngươi, suýt nữa thì quên mất. Ngươi vì người vợ xui xẻo của mình, mà tán hết tu vi. Hiện giờ ngươi, chỉ là một kẻ, mà ai cũng có thể bắt nạt, không liên quan đến ngươi. Tốt nhất là ngươi, hãy lo mà chữa bệnh của ngươi đi. Ta nói cho ngươi biết, ta chưa bao giờ yếu sinh lý. Ta không rảnh nói nhảm với ngươi, tên rác rưởi không có tu vi. Bây giờ ngươi, không có tu vi, ta chỉ cần một đấm, là ngươi sẽ gào thét, ngươi cứ thử đi. Nếu không phải ta biết, ngươi không có tu vi, thì ta đã bị ngươi dọa rồi. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi, trong mắt ta chỉ là con kiến, chờ xem, ta sẽ cho thấy sự lợi hại của ta. Âm thanh gì vậy? Diệp Lăng Phong, đừng giả thần giả quỷ mà dọa tao, ta không sợ đâu, ta khuyên ngươi nên chạy đi, ta việc gì phải chạy. Trong những ngày này, khi ta nhận trị liệu kín, ta đã suy nghĩ, cả đời ta đã chạy trốn bao lần, nhưng từ bây giờ, ta sẽ như một người đàn ông, sẽ không chạy trốn nữa, ngươi không chạy thì sẽ không còn cơ hội nữa. Ha ha ha. Cơ hội để chạy như thế này, vẫn để lại cho ngươi thì hơn. Ta là một người, đại trượng phu đường đường chính chính. Trong từ điển của ta, không có chữ chạy. Thấy không, hiện giờ ta, còn tự mang nhạc nền. Ngươi không chạy, thì sẽ không còn cơ hội nữa. Ha ha ha, cơ hội để chạy như thế này, vẫn để lại cho người như ngươi thì hơn. Ta là một người, đại trượng phu đường đường chính chính. Trong từ điển của ta, không có chữ chạy. Ngắm, thấy không, hiện giờ ta, còn tự mang nhạc nền, ta nói gia tộc Âu Dương các ngươi, có phải từng người một, đều bị nước vào não rồi không? Ngươi thật sự, muốn trở thành U Minh Nô sao? U Minh Nô, không phải là quái vật nửa người nửa ma, có ánh sáng lóe lên trong mắt sao? Chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi mà, ngươi đừng nói với ta, trên thế giới này, thật sự có thứ đó, có. Hơn nữa còn ở ngay sau lưng ngươi, còn khá nhiều nữa. Diệp Lăng Phong, ngươi cái tên này, chỉ biết giả thần giả quỷ. Ngươi nghĩ, ta, một thiên tài, sẽ tin ngươi sao? Ngươi thật quá ấu trí rồi. Ôi trời, ngươi đừng la hét nữa, làm ta rối tung cả đầu óc. Diệp Lăng Phong, ngươi thấy không, mắt bà ta đỏ rồi, có giống như ngươi nói không, U Minh Nô. Bọn họ là gì vậy, diễn viên quần chúng à? Ha ha. Đây là vì sao? Thiên đạo vốn cùng nguồn, ngươi dù mất tu vi, nhưng khí tức của ngươi không đổi, cho nên, đối với khí tức này, ngươi có sự kháng cự tự nhiên. Tốt lắm, như thế này còn tốt hơn, ít nhất, U Minh Nô sẽ không tấn công ngươi. Ha ha ha, đúng rồi, Đồ Nhi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp ngươi giữ vững nơi này. Ừ, vậy nhờ các ngươi nhé. Diệp Lăng Phong à? Nhanh lên, này. Diệp Lăng Phong, lại đây, nhanh vào đi. Làm ta sợ chết khiếp, sao ngươi lại ở đây? Ồ, ông Tô sao rồi? À, ta ổn lắm, ta định đến bệnh viện, thăm Lăng Nhi, kết quả là trên đường, gặp nhiều kẻ tâm thần, làm ta sợ chết khiếp, trốn ở đây mấy ngày, chúng ta không dám ra ngoài. Ngươi nói chuyện gì đã xảy ra vậy? Bên ngoài toàn là nô lệ U Minh, ngươi tốt nhất nên trốn ngay đi, à. Vậy Lăng Nhi sao rồi? Ta nhất định sẽ cứu nàng ấy. Được rồi, vậy thì mau đi cứu Lăng Nhi đi, đừng trì hoãn việc cứu Lăng Nhi, đừng phụ lòng Lăng Nhi. Đi thôi, đi đâu, hừ hừ. Này, này, không phải chuyện của hắn, này, đừng làm khó hắn phải đi cứu Lăng Nhi của chúng ta làm khó hắn, rõ ràng là hắn luôn làm khó chúng ta. Ha ha, thật là oan gia ngõ hẹp, Diệp Lăng Phong, thật không ngờ, hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở đây. Ta nghe nói, ngươi vì cứu người, mà đã giải tán toàn bộ tu vi của mình. Bây giờ, ngươi có lẽ đã trở thành phế nhân, không có gì khác sao? Các ngươi, vẫn giống như trước đây, thật là chó không thể bỏ thói ăn phân, ngươi mới ăn phân đó,
Diệp Lăng Phong, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi đã đến đây, thì đừng mong rời đi. Sao vậy, ngươi muốn ngăn ta, ngăn ngươi ư, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Hôm nay, ta muốn lấy mạng ngươi, để rửa sự sỉ nhục của gia tộc Âu Dương. Chủ môn Lưu, chính là người này, đã hại chết danh y Lưu. Hôm nay, nhất định không, để hắn sống rời khỏi đây. Hóa ra là ngươi hại chết, người đệ tử tốt của y môn Lưu. Ngươi đang nói ai, ngươi đừng giả bộ nữa. Nếu không phải vì ngươi, Liễu Danh Y đã không oán hận ở Tây Bắc. Đúng vậy, Liễu Danh Y, vốn là ta đã bỏ tiền lớn mời về Tô gia để chữa bệnh cho ông cụ Tô. Không ngờ, lại bị ngươi lừa, bị ngươi hại chết. Ồ, ngươi nói cái người, ăn thuốc đến chết đó à? Đó là hắn tự ăn mà, liên quan gì đến ta? Ngươi đừng có ngụy biện. Diệp Lăng Phong, ngươi thật là ngoan cố. Ai nhược vũ, hiện tại hắn không có tu vi, cũng không có vũ khí, giống như một con cừu đợi làm thịt, có gì khác nhau đâu, nhóc con. Hôm nay ngươi không chạy thoát được đâu. Này này, có gì thì từ từ nói, chẳng có gì to tát đâu, giờ cô ra đây cầu xin cho hắn. Nói như vậy, trước đây, tôi cứ tưởng, hắn là tên vô dụng ăn bám. Đến bây giờ thì sao? Hắn vì Linh Nhi, mà từ bỏ tu vi, tôi là cô của Linh Nhi, tất nhiên phải cầu xin cho hắn. Thôi đừng nói nữa, bây giờ, nhiều chuyện đã sáng tỏ, ngoài sinh tử ra, tiền bạc của cải đều là phù vân. Ta không quan tâm, những chuyện vớ vẩn đó. Nếu hắn đã hại chết Linh Nhi, thì hắn phải đền mạng. Được rồi chủ môn Lưu, đừng nói nhảm với hắn nữa, để ta tự tay xử lý hắn. Giết hắn đi, ta tới đây. Hả? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi không còn tu vi, mà còn ra vẻ trước mặt ta, đúng không? Lại đây, vậy thì lại đây. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ, một đấm là giết được ngươi. Ha ha. Ông lại đây. Tên nhóc đừng chọc giận ta, bây giờ ta rất giận rồi, ta đây ta đây. Có gì nói chuyện đàng hoàng, không cần, thật sự không cần mà. Sao không ra tay đi, động thủ ngay đi, này ông còn ngẩn ra làm gì, ông nói với hắn. Chủ môn Lưu, ông không biết, hắn có một cái quốc rất kỳ quái, biết đâu bây giờ, hắn đang ở trong người hắn. Đúng vậy, trước đây ta đã bị cái quốc đó làm thiệt hại lớn, ông thấy, hắn giờ không còn tu vi, còn dám kiêu ngạo như vậy, tại sao, chắc chắn là dựa vào cái quốc đó mà thôi, tên nhóc, ta không quan tâm ngươi, giấu quốc gì trên người, hôm nay, phải để mạng lại đây, nếu ta từ chối thì sao, ha ha, e rằng, ngươi hết địa vị và tiền bạc rồi, bây giờ, bên ngoài đầy U Minh Nô, còn ta có hai lọ thuốc. Lọ thuốc thứ nhất, sau khi uống, có thể ẩn giấu khí tức của bản thân. Trong vòng 10 phút, sẽ không bị khí tức U Minh bên ngoài xâm nhập. Lọ thuốc thứ hai thì lợi hại hơn nhiều. Sau khi đập vỡ, khí tức bên trong phát tán ra, có thể thu hút U Minh Nô trong phạm vi 5 dặm. Trời đất, cái thứ đó nhìn như người. Ông dẫn nó lại đây làm gì? Đầu ông có vấn đề sao? To gan, bà dám nói vậy với ông ấy sao? Tôi nói chẳng lẽ sai sao? Người bình thường ai lại nghiên cứu thuốc này? Cô biết gì chứ? Phải biết rằng, môn phái Liệu Y đã truyền thừa hơn ngàn năm, nền tảng sâu dày. Dược liệu mà ông ấy nghiên cứu, mục đích thật sự, tự nhiên là vì, vì. Ngài có thể tự, giới thiệu một chút không? Ta nghiên cứu nó ra để làm gì? Thật ra không có mục đích gì, chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng, điều đó không quan trọng. Quan trọng là sau này muốn sống, tất cả mọi người đều không thể rời bỏ dược của ta. Ông thật quá giỏi, ông đúng là ánh sáng của nhân loại. Ông thật sự quá tuyệt vời. Môn phái của ta nhất định sẽ trường tồn vĩnh cửu, mãi mãi không lụi tàn. Vậy tôi và Lăng Phong xin phép đi trước, không làm phiền ông tỏa sáng nữa. Muốn đi sao? Bà đang mơ mộng sao? Đứng lại cho ta, ai cho các ngươi đi? Ngươi nghĩ có nên dừng lại một chút không? Nếu ngươi dám đi, ta bây giờ sẽ đập vỡ lọ thuốc thứ hai này. Đến lúc đó U Minh Nô sẽ tới xé xác tất cả các ngươi. Ông làm sao chắc chắn thuốc của ông có hiệu quả? Nực cười, thuốc của môn phái Liệu Y, ta nói có tác dụng, thì nó có tác dụng, ta nhớ đệ tử của ông cũng nói như vậy, bây giờ ông là sư phụ, cũng nói vậy, ta nghĩ ông cũng sẽ nằm xuống. Bây giờ ông là sư phụ, cũng nói vậy, ta nghĩ ông cũng sẽ nằm xuống, thật là nói nhảm, thực lực của ông ấy, không phải hạng người như ngươi, có thể đoán được, đúng vậy, môn phái Liệu Y bây giờ đã truyền thừa hơn nghìn năm, nội tình thâm hậu, đệ tử dưới trướng càng là. Dưới trướng ngài còn bao nhiêu đệ tử? Môn phái của ta, bây giờ dù chỉ có một mình ta, thì sao chứ, được ông giỏi lắm, thôi được,
ta phục ông. Ta có chút việc phải đi trước. Nếu các ngươi dám đi, ta sẽ đập vỡ lọ thuốc thứ hai này. Không cần vậy đâu, thật sự không cần vậy đâu. Này này, ông đừng có kích động. Nếu ông đập bây giờ, thì chúng ta đều tiêu đời. Đúng vậy, này người ta nói, một người là một người chịu. Này, để tên nhóc đó, làm nô lệ U Minh, không phải được rồi sao? Ha ha, thật là một kẻ điên. Ông rốt cuộc muốn làm gì? Đặt lọ thuốc trong tay ông xuống. Đừng động tay vào, có chuyện gì thì chúng ta bình tĩnh. Ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng, được không? Không có gì để nói cả. Ta muốn hắn, đền mạng cho đồ đệ của ta. Người chết không thể sống lại. Ông không thể chịu đựng được sao? Không thể chịu đựng, hắn là môn chủ tiếp theo của môn phái. Bây giờ vì tên này mà mất rồi, là sư phụ của hắn. Ta nhất định phải báo thù cho đồ đệ. Báo thù thì báo thù, nhưng làm ơn, đừng đập vỡ nó. Đúng đúng, ngài nói đúng, mục đích của chúng ta là vì trả thù đúng không? Chứ không phải là cùng chết đúng không? Ông đã nửa thân sắp vào đất rồi. Nếu ông thật sự nhớ đồ đệ, thì tự mình xuống đó tìm đi. Cô nói cái gì? Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi xin ông đấy, nói thẳng đi. Ta ở đây có hai lọ thuốc. Ta sẽ uống một lọ, là thuốc phòng ngự khí U Minh, rồi đập vỡ lọ còn lại, là thuốc thu hút U Minh nô. Đợi bọn chúng tới, xem ai sống lâu hơn. Thôi đừng thi nữa, ông cũng không thắng nổi. Thật sự không cần thiết. Phải đấy, đã thành ra thế này rồi. Mọi người hãy cùng nhau vượt qua. Sống tốt không được sao? Diệp Lăng Phong, ngươi không phải sợ chứ? Nếu ngươi sợ, hãy đến quỳ lại chủ môn Liễu đi. Xin lỗi và cầu xin ông ấy tha thứ. Đúng đấy, nếu ngươi không làm, lát nữa ngươi sẽ chết thảm. Ta sẽ không quỳ lại. Ta cũng không có sai. Ta chỉ muốn khuyên hắn, cố gắng sống tốt, nhìn về phía trước, đừng nói nhảm nữa. Hôm nay dù ngươi nói gì, ngươi cũng phải cho ta một lời giải thích. Ông già này, ông thật cố chấp. Ông không thể bình tĩnh sao? Cô im miệng đi, nếu cô còn nói nữa, ta sẽ đập vỡ lọ thuốc này. Diệp Lăng Phong, ngươi mau tỏ thái độ đi, chẳng lẽ ngươi muốn chết chung sao? Đúng, ngươi không cần mạng, đừng kéo ta theo, làm đệm lưng được không? Ngươi mau lên, đáp ứng yêu cầu của ông ấy đi, cùng lắm thì, ta sẽ giúp ngươi thu dọn xác. Này này chủ môn Liễu, thế này đi, tôi đưa tiền cho ông muốn bao nhiêu tiền? Tôi đều cho ông tha cho chúng tôi đi. Không được, này, chủ môn Liễu, Diệp Lăng Phong. Ngươi còn đứng đó làm gì? Ngươi thật ích kỷ. Ngươi muốn mọi người đi cùng ngươi xuống mồ. Ngươi có thể như một người đàn ông không chịu đựng tất cả mọi thứ mà ngươi nên chịu không? Được, ta đồng ý với ông. Đến đây. Này, không được. Hắn có thuốc, cậu không có thuốc. Cậu lấy gì để so với hắn? Đây là một đi không trở lại. Yên tâm đi. Không sao. Được rồi, được rồi. Vậy bây giờ các ngươi mau đi ra ngoài, rồi đứng xa một chút. Đứng xa một chút cũng được, nhưng đừng quá xa, bởi vì ta còn muốn nhìn thấy cảnh ngươi đau khổ dãy dụa lần cuối. Ha ha, đúng vậy, ngươi đồng ý rồi, vậy thì đến đi, ta cũng không bắt nạt ngươi, ta cho ngươi 10 phút, ngươi cũng đi điều chế thuốc, chúng ta đấu một trận. Không cần. Các ngươi cố chấp, muốn làm vậy, thì đến luôn đi, đến. Ngươi muốn làm gì, ngươi điên rồi sao, đừng manh động. Ta không điên, chỉ là ta còn việc phải làm, nên phải đi trước, các ngươi, tự chơi đi nhé, muốn chạy sao, thì đừng trách ta không khách khí. Thuốc của ta đâu? Các ngươi, sao mùi vị lại kỳ lạ thế này? Trời đất, lần sau, ngài cân nhắc bỏ thêm đường hoặc gì đó, sẽ ngon hơn đấy. Ha ha. Trời đất, chủ môn phái Liêu Y, lại bị tiêu diệt như vậy, làm gì không tốt, lại cứ muốn bán thuốc giả. Cô này, ở đây rất an toàn. Cô ở đây trước đã. Cháu đi cứu Linh Nhi. Này đừng đi, cẩn thận một chút. Những người vừa nãy, đều không phải người tốt. Ai cũng đáng sợ hết. Thế này, cháu đi cứu cô ấy trước, rồi quay lại đón cô. Này, đừng quên, còn phải đến cứu cô nữa. Ha ha, Diệp Lăng Phong, ngươi còn dám đến đây. Nam Cung Sơn, ngươi sao lại ở đây? Ta muốn ở đâu thì ở đó. Liên quan gì đến ngươi? Này này, ngươi ở đây thì ở. Sao phải nói to thế? Bà là thứ gì, dám nói với ta như vậy? Ta là một mỹ nhân, ngươi nói chuyện, không có chút lễ phép nào, ngươi đang tìm cái chết, nơi này không chào đón các ngươi, cút ngay. Này này, ngươi nghĩ đeo mặt nạ, là có thể làm người rơi sao? Bên ngoài giờ loạn như vậy, chúng ta có thể, cùng nhau hòa bình sống chung không? Câm miệng, chỗ này không đến lượt bà nói. Ngươi nói chuyện sao mà khó nghe vậy? Ta đang nói lý với ngươi đây, ngươi có hiểu lý lẽ không? Ngươi có biết nói lý không? Nói nữa,
tin ta xé miệng bà ra không? Ngươi còn dám xé miệng ta? Ngươi thật là giỏi quá, tên nhóc trông ngươi cũng trẻ đấy, mà sao hung dữ thế? Nhìn ngươi như thế này, ở quê ta còn chẳng có người mai mối cho ngươi đâu. Đủ rồi, ta ra lệnh cho các ngươi lập tức rời khỏi đây, đây là địa bàn của ta, xem ai dám đuổi hắn đi. Đây là địa bàn của ta, để xem ai muốn hắn cút đi. Liễu trang chủ, hắn là kẻ không còn tu vi, ngài còn bênh vực hắn, ta không quan tâm điều khác, ta chỉ biết hắn là MH Vương Điện, hắn bây giờ không còn tu vi, như con kiến thôi, làm sao làm MH Vương Điện? Ai mới là MH Vương Điện? Nam Cung Sơn, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Ta chỉ biết MH Vương Điện phải là người có năng lực, hắn là kẻ không còn tu vi, lấy gì đảm nhận trọng trách này? Ta chưa từng nghĩ sẽ làm MH Vương Điện, ngươi muốn làm thì cứ làm đi. Xem ra ngươi cũng biết, ngươi hoàn toàn không ngồi vững được vị trí này, câu này không đến lượt ngươi nói. MH Vương đại nhân, ngài cứ ở đây, chỉ cần có tôi ở đây, không ai dám để ngài rời đi. Nhưng tôi muốn hỏi hai người một câu. Sao hai người lại đồng thời xuất hiện ở đây? Tình cờ gặp. Nam Cung Sơn, ta hỏi ngươi, Nam Cung Cùng ở đâu? Ngươi tìm ông ta để làm gì? Ngươi tìm ông ta để làm gì? Tự nhiên là muốn kết thúc với hắn. Kết thúc, được, ta sẽ cho ngươi kết thúc. Ngươi đã bị khí u minh xâm chiếm, không ngờ hắn ngay cả ngươi cũng không tha. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi là đồ chó, ta sẽ lấy mạng ngươi. Muốn mạng ta có rất nhiều người, ngươi còn chưa xếp hàng tới lượt, đừng mơ tưởng nữa. Thật là một người con trai tốt, nhìn ngươi hăng máu ghê. Ta thấy ngươi rất hợp làm diễn viên quần chúng, diễn vai phản diện. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng có được đà lấn tới. Kẻ lấn tới chưa bao giờ là ta. Ta muốn tìm Nam Cung Cung là để tìm U Minh chi chủ, cứu người phụ nữ của ta. Nói, Nam Cung Cung rốt cuộc ở đâu? Nam Cung Sơn, ngươi có thể không vì tính mạng của thiên hạ, chẳng lẽ bị khí U Minh xâm chiếm cả bản thân mình cũng không cứu sao? Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Ba ta ở Thiên Long Sơn Trang, trong vườn nhỏ ở hẻm Sơn Thủy. Được rồi, ta biết rồi, Minh Vương đại nhân. Đúng rồi, cô giúp ta chăm sóc cô ấy. Yên tâm, cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho cô. Vậy thì tốt, Minh Vương đại nhân, bây giờ, ngài vẫn tốt nhất đừng ra ngoài. Bên ngoài giờ quá nguy hiểm, tôi vừa nghe ngài nói, ngài muốn tìm U Minh chi chủ, muốn cứu nữ nhân của ngài. Nhưng mà, hiện tại khí U Minh bên ngoài càng ngày càng đậm, sợ rằng không tốt. Nam Cung Cung, bây giờ ngươi ở đâu? Lăn ra đây cho ta. Đạo hữu, ta làm sao còn mặt mũi nào gặp ngươi? Ta có lỗi với ngươi, có lỗi với Linh Nhi, lại càng có lỗi với cả Diệp gia, cùng với các cụ già Diệp gia. Ta biết, ta luôn dùng là cứu mạng ngươi 3.000. U Minh chủ chỉ đâm Lim Nhi một nhát là hại 3.000 người. Ta cũng biết. Cái gì, ngươi? Ngươi tha thứ cho ta rồi. Không, ý ta là, tôi biết, kẻ đứng đằng sau chuyện này đều là U Minh chủ chỉ. Ta cũng biết, ông chỉ là một con rối. Hắn mượn tay ông, làm những việc vô đạo đức. Bây giờ, ta có thể tha thứ cho ông, nhưng ông phải nói cho ta biết, U Minh chủ chỉ đang ở đâu. Nhưng ông phải nói cho ta biết, U Minh chủ chỉ đang ở đâu, tên nhóc. Chúng ta hãy quên đi quá khứ và bắt đầu lại, được không? Ta nói, ông phải nói cho ta biết, U Minh chủ chỉ đang ở đâu. Ta nói nhanh lên, ta đang cố gắng nhớ lại. Đúng rồi, ngay lúc này, chính là hôm nay. U Minh chủ chỉ trong cơ thể ta âm thầm tác quái. Hắn rất đau đớn, hắn đang dãy giụa, hắn còn do dự. Nói trọng điểm, hắn ở phía tây ngoại ô, trong nhà kho bỏ hoang. Đạo hữu, xin dừng bước. Xin hãy mang ta theo cùng, đi cứu Linh Nhi của ngươi, ta muốn chuộc tội, ta muốn báo ơn. Nam Cung Cung, hiện giờ ngươi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. U Minh chủ chỉ mạnh như vậy, ông không phải đối thủ của hắn, đi rồi, chỉ có nộp mạng vô ích, càng trở thành gánh nặng của ta. Ở yên trong khu vườn bí mật của ông, hát đi, đạo hữu.
Linh Nhi. Là cô sao Linh Nhi? Tôi là Lăng Phong. Diệp Lăng Phong đây. Linh Nhi. Các sư phụ đã nói cho tôi biết cách để đánh thức cô. Tôi không quan tâm thiên địa khí vận gì cả. Tôi chỉ muốn cô sống lại và trở về bên tôi. Linh Nhi. Tô Linh Nhi, nghĩ đến tô gia của cô không phải đã nói, sẽ khiến tôi trở thành cao thủ sao? Lăng Phong. Đừng lo cho tôi. Linh Nhi. Linh Nhi, Linh Nhi. Diệp Lăng Phong, người mang mệnh trời. Thật là nực cười. Khoan đã, đồ vô dụng, là ông. Nam Cung Cung. Đạo hữu đừng hoảng. Có câu rằng, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Lần này, để ta cứu ngươi, đến đúng lúc lắm, cùng nhau chết đi. Xem ra, ta chỉ còn cách dùng tuyệt chiêu. Nam Cung Cung. U Minh chủ chỉ, ngươi không có đạo đức. Ta đã sở ý, không kịp né tránh. Ha ha! Diệp Lăng Phong, trước đây, ta còn tin rằng, ngươi có khả năng cứu thế giới. Và bây giờ, ngươi chỉ là một kẻ yếu đuối, mà ta có thể dễ dàng tiêu diệt. U Minh chủ chỉ. Thả Linh Nhi ra. Đừng mơ tưởng nữa, ngươi có thể dễ dàng giết ta, nhưng ngươi đã đột nhập Thiên Long Sơn Trang, và cướp đi cửu chuyển hoàn hồn đan, thật là tự làm tự chịu, không thể sống. Ý ngươi là, cửu chuyển hoàn hồn đan, không thể cứu mạng Linh Nhi. Thật là ngây thơ, cửu chuyển hoàn hồn đan này, mặc dù có thể, mở thông hai giới âm dương, cứu sống người chết, nhưng đối với các ngươi, những kẻ phàm phu, không có tu vi, nó là bảo vật quý giá. Nhưng đối với ta, nó chỉ là công cụ tìm kiếm thân xác, chào đón sự giáng lâm của ta, ha ha. Thì ra là vậy. Ha ha. Ta nói cho ngươi biết. Trên thế gian này, vốn dĩ không có gì gọi là tu vi. Có chăng là chính đạo trời đất. Tu luyện là để có uy quyền trời đất. U Minh chủ chỉ. Ngươi còn chưa thức tỉnh sao? Ha ha, thức tỉnh, nực cười, thiên hạ này phải tôn ta làm chủ, còn các ngươi, phải trở thành, bàn đạp dưới chân ta. Ngươi nghịch thiên cải mệnh, còn ta thuận theo thiên đạo. Vì Diệp gia, 49 đạo thiên địa khí vận. Vì Linh Nhi, U Minh chủ chỉ. Ngươi cũng phải đền mạng. Điều này không thể nào, các ngươi đã muốn mạng của ngươi 3.000 lần, một mũi kim là hiệu nghiệm. Linh Nhi, Linh Nhi. Đạo hữu. Gian nan đã qua, ân tình đã trả. Ta cũng nên ẩn danh và lui về ở ẩn rồi.